mà Trần Mộc mới ra ngoài một tháng mà đã được 10 vạn, sự phân biệt đối xử này không phải thiên vị chỉ một chút đâu. Trong ánh mắt muốn rớt người của đám Lý Khâu, Trần Mộc không hề khách sáo, nên ngang nhận lấy phần thưởng của mình, dù sao cũng là chiến lợi phẩm hắn giành được. Sau khi lấy 10 vạn viên linh thạch, Trần Mộc mới hỏi, Tông chủ, mộ kiếm đại hoang kia, khi nào ta mới có thể vào? So với đống linh thạch này, Trần Mộc coi trọng mộ kiếm đại hoang kia hơn vì không chỉ liên quan tới thái cổ ma kiếm của hắn mà biết đâu có thể đánh thức kiếm linh. Đây mới là việc quan trọng, kiếm linh thức tỉnh, một khi điều khiển được kiếm linh thì thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Nhưng Lý Khâu lại bật dậy, sắc mặt hung hãn hết, "Trần Mộc, ngươi đừng quá tham lam, cho ngươi 10 vạn viên linh thạch đã là không tệ rồi, còn muốn tiến vào mộ kiếm đại hoang à, ngươi mơ mộng hão huyền quá. 10 vạn viên linh thạch cực phẩm đã khiến người ta ghen tị, nếu thêm mộ kiếm, có lẽ các đệ tử thân truyền sẽ không phục mất." Nha Ngọc Yên tiến lên, quát lớn, "Trần Mộc, nên biết thỏa mãn đi, chiếm nhiều lợi ích như vậy coi chừng nổ tan xác mộ kiếm đại hoang này quý giá hơn linh thạch nhiều mấy người nhan ngọc yên sao có thể để trần mộc dễ dàng có được trên mặt hàn giang tuyết lạnh lẽo lúc trước tông chủ ra lệnh cho các ngươi đi giải quyết việc thành hoài dương và thành thiên sơn thì các ngươi đều đổ hết cho trần mộc giờ hắn hoàn thành các ngươi lại đứng ra ngăn cản mặt dày thế à chưa thấy ai vô liêm sỉ như các ngươi hừ nhan ngọc yên hừ lạnh trong mắt lộ ra tia khinh thường tông chủ đã cho hắn 10 vạn viên linh thạch coi như phần thưởng chẳng lẽ còn chưa đủ hắn còn muốn gì nữa hàn giang tuyết phản bác 10 vạn viên linh thạch này là phần thưởng tông chủ thêm vào cho trần mộc còn danh sách tiến vào mộ kiếm thì đã quyết định trước rồi ngươi muốn tông chủ thành kẻ nói chuyện không giữ lời sao các trưởng lão nhìn nhau rồi thở dài vô thức nhìn sang vạn trọng sơn hiển nhiên quyết định cuối cùng phải do ông ta làm âm thanh ồn ào trong đại điện khiến mày kiếm của vạn trọng sơn trao lại trong con nghiêm màu đen mang theo tia uy nghiêm liếc mắt đám người ngón tay nhẹ nhàng gõ lên ghế Tuy ông ta coi trọng Trần Mộc nhưng thái độ của những đệ tử thân truyền khác cũng làm ông ta đau đầu. Hồi lâu sau, Vạn Trọng Sơn mới lên tiếng, được rồi, đừng cãi nữa. Vạn Trọng Sơn lên tiếng, đại điện tức khắc yên tĩnh, nhan ngọc yên liếc Trần Mộc, không nói thêm gì nhưng trong đôi mắt đẹp lộ ra tia sáng lạnh. Hàn Giang tuyết tức tới nghiến chặt răng, đám đệ tử thân truyền này rõ ràng đã chuẩn bị trước khi tới, tất cả bắt tay đứng ra phản đối. Tông chủ đã nói thì tất nhiên sẽ không thay đổi nhưng nhiều đệ tử thân truyền phản đối như vậy, dù tông chủ có quyền thì cũng không thể không để ý tới tất nhiên phải đưa ra câu trả lời thuyết phục ánh mắt vạn trọng sơn liếc nhìn trần mộc trần mộc ý ngươi thì sao bổn tọa muốn nghe thử ý kiến của ngươi mọi người kinh ngạc tông chủ lại đẩy vấn đề này sang cho trần mộc tự giải quyết trần mộc nhíu mày mộ kiếm đại hoang thì ta phải vào nhưng họ không phục thì đơn giản thôi đánh tới khi họ phục là được ba ngày sau ở võ đài tại quảng trường trung tâm ai không phục cứ bước lên mọi người dùng thực lực giải quyết Đấu đơn hay hội đồng, tùy các ngươi, ta sao cũng được, chỉ một câu, miễn là các ngươi đánh thắng được ta thì ta sẽ không vào mộ kiếm kia, tặng nó cho các ngươi. Lời này vừa được nói ra, vẻ mặt mọi người cứng đờ. Ánh mắt Vạn Trọng Sơn trở nên kỳ quái, tuy ông ta biết tính cách Trần Mộc tùy ý nhưng hiển nhiên là đã đánh giá thấp hắn rồi, tên này kiêu ngạo không giới hạn, muốn một mình đấu tất cả. Nhan Ngọc Yên biến sắc, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Mộc, sắc mặt Lý Khâu cũng trở nên dữ dằn làm thế với đệ tử nội môn thì không có gì đối với đệ tử thân truyền như họ trần mộc lại dùng chiêu này chẳng lẽ coi họ là loại gỗ mục không thể đẽo như đám nội môn à người này đúng là không coi ai ra gì trần mộc ngươi quá ngông cuồng nhanh ngọc yên cắn môi trong mắt toát lên lửa giận đừng nói nhảm nữa có gan thì tới nhát cấy thì biến sang một bên trần mộc không hề nể mặt nàng ta vung tay nói được chúng ta ứng chiến chỉ cần ngươi đừng hối hận là được lý khâu đứng lên mặt mũi hung hăng Nhìn Trần Mộc như con rắn độc đang theo dõi con mồi, ha ha, vui vẻ là được. Trần Mộc lạnh lùng cười. Trong đại điện, nhìn thấy Trần Mộc bố trí võ đài, chuẩn bị nghênh chiến với các đệ tử thân truyền khác, trong mắt Vạn Trọng Sơn hiện lên một tia bất lực, nhưng ông ta cũng không ngăn cản hắn, suy cho cùng, dùng sức mạnh để nói chuyện sẽ là bằng chứng tốt nhất. Nếu Trần Mộc thật sự có thể đánh bại những đệ tử thân truyền này, vậy thì không ai có thể tranh giành vị trí trong Mộ Kiếm Đại Hoang với hắn nữa. Tuy nhiên, đệ tử thân truyền vượt xa so với đệ tử nội môn họ được hưởng những tài nguyên tốt nhất trong môn phái ai nấy đều xuất sắc thường xuyên trải qua nhiều trận chiến sinh tử thực lực trí tuệ và kinh nghiệm chiến đấu của họ đều cao hơn rất nhiều so với đệ tử nội môn tên nhóc này lại bốc đồng như vậy rồi đôi mắt xinh đẹp của hàn giang tuyết hiện lên vẻ bất lực nàng ta khẽ thở dài tuy nhiên sau khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của trần mộc mặc dù vẫn có hơi lo lắng nhưng nàng ta cũng không nói thêm gì nữa sau khi trần mộc đưa ra quyết định cuối cùng mọi người trong đại sảnh lần lượt giải tán với vẻ mặt phức tạp tuy nhiên trước khi rời đi lý khâu lại lặng lẽ bước tới trước mặt trần mộc mỉm cười chế nhạo trần mộc đừng trách chúng ta bắt nạt người trong ba ngày này ngươi hãy cố gắng hết sức mà nâng cao sức mạnh của bản thân đi ta cũng sẽ không làm phiền ngươi ở trong tứ tượng tinh tú môn nữa tuy nhiên sau ba ngày này ta sẽ tự tay xé nát miệng ngươi lý khâu siết chặt nắm đấm trên mặt nở nụ cười hung ác chỉ dựa vào một phế vật như ngươi đôi mắt đen láy của trần mộc nhìn thẳng vào hắn ta bình thản phun ra vài chữ với sức mạnh của những người như lý khâu trần mộc vẫn chưa thực sự coi họ là đối thủ sở dĩ trần mộc thành lập võ đài này chỉ vì muốn dập tắt hoàn toàn những lời đàm tiếu trong tông môn mà thôi ngươi thấy trần mộc hành động ngạo mạn như vậy lý khâu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi giờ ngươi cứ cố mà khoác lác nữa đi lý khâu hung tợn chừng mắt nhìn trần mộc sau đó hất tung áo choàng rồi rời đi đôi mắt đẹp của nhan ngọc yên cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trần mộc và ánh mắt của trần mộc gặp hắn cả hai đều không nói gì nhưng sự lạnh lẽo trong mắt họ khiến tim họ đứng ngồi không yên sau đó nhan ngọc yên bình tĩnh xoay người rời đi sau khi mọi người giải tán trần mộc một mình đi tới vạn trọng sơn vạn trọng sơn ngạc nhiên liếc nhìn trần mộc hỏi nhóc con con chuyện gì nữa sao tông chủ khi nào thì tòa điện của ta sẽ hoàn thành xong trần mộc hỏi ánh mắt vạn trọng sơn có hơi kỳ lạ chắc hai ngày nữa sẽ xong sao vậy có vẻ như ngươi rất quan tâm trước đây trần mộc luôn rất thờ ơ đối với những vấn đề liên quan đến cung điện nhưng không ngờ lần này lại chủ động đề cập linh tiêu tông vô cùng rộng lớn núi non trùng điệp muốn xây dựng một cung điện cho đệ tử thân truyền không khó mà đây chính là phần thưởng mà ông ta đã hứa với trần mộc từ lâu không phải vậy chẳng qua là lần này đi tới hai thành hoài dương và thiên sơn may là có tiểu hoàn dẫn đường ta muốn để tiểu hoàn ở lại cung điện của ta để trông nom mọi việc có được không trần mộc nói trên mặt vạn trọng sơn lộ ra nụ cười thâm sâu tiểu hoàn chỉ là một thị nữ nhỏ của linh tiêu tông trần mộc muốn có một thị nữ cũng không có gì khó ông ta gật đầu nói không thành vấn đề nhưng mà nhóc con nhà ngươi nên kiềm chế lại một chút mặc dù ngươi rất mạnh nhưng ở linh tiêu tông vẫn còn có ngọa hổ tàng long đàm lý khâu cũng không phải là đệ tử thân truyền đứng đầu lần này nếu như ngươi công khai khiêu chiến tất cả đệ tử thân truyền e rằng sẽ khơi dậy lửa giận của những người đã mai danh ẩn tích lâu ngày ồ trần mộc ngạc nhiên mỉm cười trong mắt không hề có vẻ sợ hãi ngược lại khóe miệng hắn lại hiện lên một vòng cung đầy thích thú vậy ta hy vọng bọn họ có thể ra mặt khiêu chiến với ta đừng để ta cảm thấy các đệ tử mà linh tiêu tông đã bồi dưỡng bao nhiêu năm đều vô dụng như đám lý khâu đó nghe vậy vạn trọng sơn chợt cười khổ ông ta có thể thấy từ đầu đến cuối đám lý khâu và vương thống chưa bao giờ là đối thủ của trần mộc tuy nhiên những năm qua linh tiêu tông cũng có rất nhiều nhân tài ở ẩn khi đó chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận long tranh hổ đấu nếu như ngươi có thể thắng trận tranh tài này nửa tháng nữa ta sẽ dẫn ngươi đi đến một nơi vạn trọng sơn nói đi đâu trần mộc hỏi tham gia đại hội các lãnh đạo đứng đầu ở nam châu dẫn ngươi đi gặp người quen cũ hoàng đế ninh quốc vạn trọng sơn nheo mắt cười nói trần mộc cau mày với thân phận của vạn trọng sơn chắc sẽ biết được một ít bí mật của hắn trong đó có một số chuyện trước đây của hắn ở ninh quốc tuy nhiên vạn trọng sơn hiển nhiên không quan tâm đến những chuyện này bây giờ trần mộc đã là đệ tử thân truyền của linh tiêu tông thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới thần tàng cũng có tư cách tiếp xúc với những nhân vật hàng đầu ở nam châu rồi sau khi nhận nhiệm vụ xong trần mộc rời khỏi đại điện tiếp tục đi tới tứ tượng tinh tú môn tu luyện bây giờ long cốt của hắn đã bắt đầu thành hình chỉ cách đại thành một bước lần này hắn dự định sẽ tu luyện long cốt đến cấp độ đại thành trong bầu trời đầy sao rộng lớn này trần mộc ngồi trên đài tu luyện trong không gian của tứ tượng tinh tú rất nhiều đệ tử thân truyền khác cũng đang tu luyện bây giờ Tin tức về việc Trần Mộc chấp nhận chiến đấu với các đệ tử thân truyền khác đã lan truyền như gió trong Linh Tiêu Tông, không chỉ đám Lý Khâu có thể tham gia, bất kỳ đệ tử thân truyền nào cũng có cơ hội. Chỉ cần có thể đánh bại Trần Mộc thì sẽ có được một cơ hội tiến vào Mộ Kiếm Đại Hoang, gần như chẳng có ai là không hứng thú. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn sợ hãi thực lực của Trần Mộc, mọi người nhìn Trần Mộc luyện tập một mình, nhưng không ai dám quấy rầy hắn. Ngay cả những người như Vương Thống, Nha Ngọc Yên cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhìn Trần Mộc với sự căm ghét trần mộc không để ý tới ánh mắt của người khác ở sâu trong bầu trời đầy sao rộng lớn cơ thể của trần mộc lao ra linh lực của hắn nổ tung như thác lũ vô số các nắm đấm được tung ra mang theo sức sát thương vô cùng mạnh đủ để chớm gục vài con tinh thú với thực lực bây giờ của trần mộc việc rớt chớt những con tinh thú này đơn giản như thái rau vậy sau khi săn đuổi những tinh thú này trần mộc kéo sát của chúng xuống sau khi rơi vào đài sen tu luyện chúng nhanh chóng bị phân giải hóa thành những dòng năng lượng tinh tú đi vào đài sen Bùng, lúc này, đài sen bừng lên ánh sáng, sức mạnh tinh tú rơi xuống xung quanh như những hạt mưa vàng. Cơ thể Trần Mộc hoàn toàn đắm chìm trong những hạt mưa màu vàng, xương, mấu và tế bào của hắn được sức mạnh tinh tú ta tôi luyện, nhanh chóng trở thành màu vàng. Tuy nhiên, vì đã săn lùng quá nhiều tinh thú, khi sức mạnh tinh tú rơi xuống khắp bầu trời, mấu thịt của Trần Mộc thậm chí còn bị xé nát, long cốt run lên, phát ra tiếng kêu răng rắc, có vẻ như nó cũng khó có thể chịu đựng được sự tôi luyện của sức mạnh tinh tú thậm chí còn xuất hiện những vết nứt nhỏ bằng mắt thường. Hừ, hấp thu một sức mạnh tinh tú lớn như vậy cùng một lúc, đúng là không sợ chết. Xa xa, một đệ tử thân truyền nhìn thấy cảnh tượng này, phát ra một tiếng mỉa mai. Sức mạnh tinh tú là một năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đối với một người bình thường, việc săn một con tinh thú đã đủ để luyện tập hơn nửa tháng rồi. Nhưng tên nhóc này đã rớt chết gần 10 con cùng một lúc. Khi tất cả sức mạnh tinh tú tụ tập lại, hắn ta không chết mới là lạ. Một đệ tử thân truyền khác nói, ta thật sự muốn hắn bị đè chết nếu hắn chết thì chúng ta sẽ bớt đi một đối thủ chia sẻ tài nguyên. Lúc này, khi những hạt mưa màu vàng rực rỡ trên bầu trời xuyên vào mấu thịt của Trần Mộc, ngọn lửa vàng bị chuyển hóa, bốc cháy hừng hực, xuyên thẳng vào xương cốt trước ngực Trần Mộc. Trong phút chốc, Trần Mộc cảm thấy sự nóng rất khó có thể hình dung trong lồng ngực dường như muốn nổ tung, loại đau đớn đó còn tệ hơn cả cái chết. Mà điều này chỉ mới là khởi đầu. Khi ngày càng có nhiều ngọn lửa vàng xuyên vào cơ thể Trần Mộc, đài sen ngọc nơi Trần Mộc ngồi cũng bốc cháy, ngọn lửa bao bọc toàn thân trần mộc ngọn lửa này được tạo thành từ chính sức mạnh tinh tú ở giữa ngọn lửa có những mảnh vỡ ánh sáng chảy ra tuy nhiên đối mặt với sự đau đớn và tra tấn kịch liệt như vậy mí mắt của trần mộc chỉ co giật vài lần thậm chí còn không kêu lên một tiếng kêu hắn hơi khép tay lại cửu long diệt thần quyết bắt đầu chuyển động xương cốt run lên không những không đuổi những ngọn lửa này ra mà còn tham lam thụ lấy chúng dần dần ngọn lửa vàng nhỏ ngày càng nhỏ hơn về phần trần mộc Hắn giống như tiến vào trạng thái thiền định của một nhà sư, đôi mắt hơi nhắm lại, linh lực cuồn cuộn quanh người, tiến vào trạng thái cực kỳ tập trung, không hề có dao động nào khác. Trên bầu trời đầy sao, bên trong một căn đỉnh, Lý Khâu nhìn trạng thái tu luyện của Trần Mộc, đôi mắt đen lóe lên sự hằn học, hắn nghiến răng nghiến lợi, quay sang nhìn Nhan Ngọc Yên ở bên cạnh. Nhan Ngọc Yên, ta nghe nói thành chủ Hoài Dương bị tên nhóc này áp chế, ngoan ngoãn nghe lời, còn thành chủ Thiên Sơn lại bị tên nhóc này một kiếm rớt chết ngươi có chắc mình có khả năng rớt chớt hắn không lý khâu nói tuy muốn rớt trần mộc nhưng trong lòng hắn ta vẫn có một nỗi sợ hãi không thể mất đi nếu như ngươi sợ thì cút sang một bên đi nhan ngọc yên lạnh lùng nói nói cho cùng thì thành chủ hoài dương và thành chủ thiên sơn cũng chỉ mới đạt tới cảnh giới thần tàng tầng thứ 8 và thứ 9. lý khâu cười đùa thực lực của ngươi không phải cũng là cảnh giới thần tàng tầng thứ 8 sao sức mạnh đó thậm chí còn yếu hơn hắn ta nhan ngọc yên dựa vào đâu mà kiêu ngạo trước mặt hắn ta chứ trong đôi mắt đẹp của nhan ngọc yên hiện lên vẻ khinh thường nàng ta nói đừng so sánh nhà họ nhan chúng ta với nhà họ lý của các người nhà họ nhan là một trong ba gia tộc võ thuật lớn trong linh tiêu tông có vô số thiên tài kiệt xuất ngươi đừng quên mặc dù mấy năm gần đây biểu ca của ta không xuất đầu lộ diện nhưng huynh ấy vẫn đang ở trong linh tiêu tông nghe vậy sắc mặt lý khâu hơi thay đổi nhan lương quân cái tên này rất ít khi được nhắc đến bởi vì mấy năm nay nhan lương quân rất ít khi xuất hiện kể cả ở một số giải đấu quan trọng Hắn ta cũng chưa từng xuất đầu lộ diện Tuy nhiên, mọi người sẽ không bao giờ quên rằng Người đàn ông này đã mang đến áp lực nặng nề Cho vô số thiên tài trong linh tiêu tông Hắn ta là người đầu tiên đặt chân lên Tầng thứ 95 của cổ đồng nhân tháp Đồng thời cũng là một trong những đệ tử thân truyền mạnh nhất Cho đến bây giờ Cái tên này vẫn đứng vững ở vị trí cao nhất Trên đồng nhân tháp Không ai có thể lay chuyển được 3 năm trước, biểu ca của ta đã có thể chấn áp Tất cả đệ tử thân truyền Lập kỷ lục đầu tiên trong đồng nhân tháp 3 năm sau huynh ấy vẫn có thể làm được. Tên nhóc này mạnh miệng tuyên bố, muốn khiêu chiến tất cả đệ tử thân truyền trong môn phái. Điều này đã sớm khiến biểu ca của ta bất mãn. Ba ngày nữa, huynh ấy sẽ ra ngoài dạy cho Trần Mộc một bài học. Còn ngươi, nha Ngọc Yên liếc nhìn Lý Khâu, thản nhiên nói, đừng tự làm mình mất mặt. Nói xong, nha Ngọc Yên hất ống tay áo, không để ý tới hắn ta, xoay người rời đi. Lý Khâu nghiến răng nghiến lợi, bây giờ hết người này đến người khác hống hách kiêu ngạo, làm nhục hắn ta. Được, được lắm, chẳng phải chỉ là cảnh giới vạn pháp thôi sao. Với tài nguyên của ta bây giờ, trong vòng 3 ngày hoàn toàn có thể đột phá cảnh giới vạn pháp, Lý Khâu nói với vẻ dữ tợn. Hắn ta sẽ làm cho mọi người hiểu rằng Lý Khâu không yếu hơn bất kỳ thiên tài nào. Sau khi Trần Mộc ngồi xếp bằng một ngày một đêm, xương cốt trong cơ thể hắn dường như lại trải qua những biến đổi kinh thiên động địa. Tất cả những hạt mưa màu vàng đó đã hòa vào cơ thể Trần Mộc giống như được tưới nước vậy. Dưới sức mạnh tinh tú thanh tẩy xương cốt, cơ thể của Trần Mộc vang lên những âm thanh tôi luyện lách tách. Long cốt hung dữ ẩn hiện, ánh sáng tinh tú dường như cũng trở nên rực rỡ hơn. Nhìn thoáng qua, bề mặt của xương như được mạ một lớp đá quý lấp lánh, rắn chắc và không thể phá hủy. Long cốt vốn đã là một thứ vô cùng cứng rắn, dưới sự tôi luyện của sức mạnh tinh tú, cơ thể của Trần Mộc đã đạt đến một trình độ đáng sợ. Trần Mộc hơi mở rộng hai cánh tay, ánh sáng vàng lóe lên, vô số hạt mưa màu vàng óng ập đến xối xả. Xương cốt vang lên những tiếng răng rắc, khí lưu giữa đất trời bị rung chuyển, dần trở nên hỗn loạn theo mỗi động tác của Trần Mộc ngay tức thì long cốt uốn lượn áp lực cực mạnh của tộc rồng cũng lan ra bầu trời đầy sao dung chuyển trong tứ tượng tinh tú môn rất nhiều tinh thú và thần thú dường như cũng cảm nhận được thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ và bất khả chiến bại tất cả đều co cụm lại nhưng bên dưới áp lực đó lại ẩn chứa một ánh sáng điên cuồng đang lờ mờ hiện ra lúc này theo những ấn pháp biến đổi trên tay trần mộc bộ xương cốt như ánh sao kia đã bị hắn che giấu trần mộc siết chặt nắm đấm sau khi cảm nhận được biến hóa to lớn trước nay chưa từng có trong cơ thể mình khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười long cốt đã hoàn thiện rồi khi long cốt ở giai đoạn đầu hắn có thể chịu được các cuộc tấn công từ những cường giả thần tàng tầng thứ 8. bây giờ long cốt đã hoàn thiện hắn thậm chí có thể sử dụng cơ thể để chiến đấu chống lại cả những cường giả cảnh giới vạn pháp nhưng tốc độ bây giờ vẫn còn quá chậm chân mộc cao mày theo kế hoạch ban đầu hắn dự định sẽ luyện hóa long cốt đến mức hoàn thiện trong vòng 2 tháng Trần mộc trầm ngâm một lát sau đó rời khỏi tinh tú môn không tiếp tục tu luyện nữa trong hai ngày theo chỉ thị của vạn trọng sơn cung điện của trần mộc cuối cùng cũng đã được bố trí xong cung điện này là của riêng trần mộc nó nằm ở dãy núi phía bắc của linh tiêu tông cách linh tiêu tông không xa so với nhiều đệ tử thân truyền khác cung điện của trần mộc cũng không hề thua kém trần mộc vội vàng bay tới từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một ngọn núi hùng vĩ đứng sừng sững giữa dãy núi rộng lớn bao phủ bởi rừng cây rậm rạp ở giữa là một tòa điện rộng cả ngàn trượng trước đây Điện đường tu luyện này là một nơi không có người ở, nhưng từ nay trở đi, nó đã có chủ nhân. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Giang Tuyết, cơ thể của Trần Mộc nhanh chóng hạ xuống, ngón tay thon dài của Hàn Giang Tuyết chỉ vào đại điện phía trước, trên tấm biển rồng bay phượng múa ở cửa điện khắc hai chữ Trần Điện. Nàng ta mỉm cười, nói, "Từ bây giờ, đây sẽ là nơi ở riêng của người. Toàn bộ Linh Tiêu Tông, tính cả tông chủ, trưởng lão, điện chủ và đệ tử thân truyền, không có quá 40 người có thể sở hữu cung điện riêng, mà bây giờ Trần Mộc cũng là một trong số đó. Trần Mộc dẫm lên đỉnh núi, đánh mắt nhìn ra xung quanh, ngạc nhiên nói, linh khí của nơi này có hơi khác biệt. Hắn có thể cảm nhận được có một linh trận khổng lồ được chôn dưới lòng đất xung quanh cung điện này. Linh khí dồi dào của trời đất không ngừng hội tụ về phía này, hình thành một đám mây mù rộng lớn, lơ lửng trên không, nhìn thoáng qua lại có hơi mơ ảo. Linh trận không phải là hiếm, nhưng linh trận trước mặt họ ít nhất cũng phải rơi vào cấp 5. Tụ linh trận sao? Trần Mộc ngạc nhiên mỉm cười. Hàn Giang Tuyết trả lời, Mỗi đệ tử thân truyền sẽ được lập một linh trận cấp 5 tại nơi ở, ngươi phải biết, tụ linh trận của đệ tử nội môn trong linh điện chỉ mới đạt đến cấp 4, đây cũng được coi là một trong những đặc quyền của đệ tử thân truyền. Như ta đã nói trước đây, đệ tử thân truyền có rất nhiều đặc quyền, đặc quyền của họ vượt xa những gì đệ tử nội môn có thể so sánh, ngay cả nơi ở cũng hoàn toàn khác nhau. Nghe vậy, cảm xúc trên trên mặt Trần Mộc dường như cũng không có quá nhiều biến động, hắn chỉ là khẽ lắc đầu, cấp độ thấp quá. Hàn Giang Tuyết hơi giật mình, sau đó tức giận trợn mắt nhìn hắn, tên nhóc nhà ngươi còn chưa thỏa mãn sao? Uy lực của linh trận cấp 5 không kém gì cường giả cảnh giới vạn pháp đâu, hơn nữa, linh trận sư vốn đã là hiếm có, có thể nhờ một linh trận sư đến thiết lập linh trận cấp 5 cho ngươi đã là may mắn lắm rồi. Trần Mộc không để ý đến nàng ta, hắn tự sẽ có kế hoạch cho cung điện riêng này. Kiếp trước, hắn đã đi khắp nơi, học tập và lĩnh ngộ được vô số những kỹ năng, hắn cũng nắm khá rõ về thuật pháp linh trận. Đương nhiên sẽ không coi trọng một linh trận cấp 5 không có sức mạnh đạo pháp như vậy, hắn dự định sẽ tự mình lập một linh trận riêng. Linh trận sư mạnh nhất trong Linh Tiêu Tông là cấp mấy? Trần Mộc hỏi. Hàn Giang Tuyết suy nghĩ một lúc rồi trả lời, độ hiếm của các linh trận sư không bằng luyện dược sư nên cấp bậc của họ cũng không được cao cho lắm. Trong Linh Tiêu Tông của chúng ta vẫn còn khá nhiều các linh trận sư, nhưng người mạnh nhất có lẽ là trưởng lão Trấn Thủ Cảnh Thương, ông ấy không chỉ chịu trách nhiệm về trận pháp bảo vệ Linh Tiêu Tông chúng ta mà còn là một linh trận sư cấp 6. Trần Mộc gật đầu, một linh trận sư cấp 6 cũng được coi là khá tốt rồi, linh trận trước mặt đã được trưởng lão cảnh thương bố trí cẩn thận, nhưng đáng tiếc vẫn không lọt vào mắt xanh của hắn. Mộc ca, lúc này, mấy đệ tử đột nhiên vội vàng chạy ra khỏi cung điện, trên mặt đều mang theo theo vẻ hưng phấn, trên tay mỗi đệ tử đều cầm một cây chổi hoặc những dụng cụ lau chùi khác, có vẻ như vừa mới dọn dẹp xong. Những đệ tử này đương nhiên là nhóm đệ tử thuộc linh điện. Mộc ca, chúng ta đã giúp huynh dọn dẹp cung điện sạch sẽ rồi. Hi hi, một đệ tử dùng ánh mắt mong chờ nhìn trần mộc tươi cười giống như đang chờ phần thưởng vậy mộc ca ta cũng có góp sức huynh yên tâm đi từ nay về sau việc vệ sinh cung điện của huynh cứ giao cho ta cả ta nữa một nữ đệ tử cũng ngượng ngùng giơ tay thấy mọi người tranh nhau nhận công nàng ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này nhưng da mặt mặt lại hơi mỏng trần mộc liếc nhìn đám người sau đó nhìn về phía hạ chỉ lan và trình vũ hiên những người khác tới góp vui thì không nói nhưng không ngờ hai cô gái này lại cũng tới tham gia trần mộc thực sự rất ngạc nhiên dường như nhận ra ánh mắt của trần mộc khuôn mặt xinh đẹp của hạ chi lan và trình vũ hiên hơi đỏ lên đồng loạt quay mặt đi giả vờ không chú ý tới ánh mắt của trần mộc trần mộc âm thầm mỉm cười đương nhiên là hắn biết trong lòng những tên nhóc này đang toan tính điều gì rất nhiều đệ tử nội môn thường muốn đến hưởng cái linh trận ở cung điện của đệ tử thân truyền thiên điện cũng có rất nhiều đệ tử làm như vậy tuy nhiên cũng phải tùy vào mỗi người có một số đệ tử thân truyền rất kiêu ngạo đương nhiên sẽ không để cho những đệ tử nội môn đặt chân vào nơi ở của mình nhưng trần mộc cũng không hẹp hòi như vậy ta sẽ không thường xuyên tới cung điện này nếu các ngươi muốn sử dụng linh trận của nơi này để tu luyện thì tùy các ngươi ta không để ý đâu trần mộc nói nghe vậy các đệ tử trong linh điện đều đỏ mặt đồng thời trở nên phấn khích ta biết mộc ca hào phóng lắm mà mộc ca từ nay bọn ta sẽ đi theo huynh khung cảnh trở nên hỗn loạn trần mộc nhìn về phía đám người thấy thị nữ tiểu hoàn đang một cây trổi hai má đỏ bừng có hơi bối rối, nàng ta thân là thị nữ, vốn phải làm tất cả những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu trong cung điện, nhưng bây giờ, tất cả những công việc này đều đã bị đệ tử của linh điện cướp mất, nàng ta dường như đã mất đi vai trò của mình. Trần Mộc có thể nhìn ra sự bối rối của Tiểu Hoàn, nhẹ nhàng cười nói, "Sau này cô cũng tu luyện cùng với bọn họ đi." Trong đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Hoàn hiện lên một tia ngạc nhiên, sau đó biến thành sự vui mừng, nàng ta vội vàng cúi đầu, nói, "Cảm ơn ngài." nàng ta những lời này của trần mộc mang ý nghĩa lớn như thế nào thị nữ vốn có địa vị thấp kém nhất nhưng bây giờ dưới sự dẫn dắt của trần mộc cuối cùng nàng ta cũng có thể bước vào ngưỡng cửa tu luyện không ngờ tên nhóc nhà ngươi cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy chứ hàn giang tuyết huyết vào cánh tay trần mộc khẽ mỉm cười ta vẫn luôn tốt bụng như vậy chẳng qua là cô không nhận ra mà thôi khóe miệng của trần mộc cong lên gì hàn giang tuyết bĩu môi không đồng ý lúc ngươi đấm vào đầu người khác sao không nói mình có lòng tốt đi rầm rầm đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm rền vang dội, linh khí giữa đất trời giống như bị thứ gì đó kéo lại, trở nên điên cuồng và mãnh liệt, nhanh chóng tụ tập tại một tòa điện ở phía xa. Mây đen vô tận tụ lại, hóa thành những bóng đen khổng lồ, che phủ bầu trời. Cùng lúc đó, một linh lực mạnh mẽ vượt xa cảnh giới thần tàng hóa thành một chùm ánh sáng cao trăm trượng, xuyên từ một cung điện bắn thẳng lên trời. Cái này là, mọi người có mặt đều run lên, ánh mắt tập trung về phía cung điện kia. Có người đột phá cảnh giới vạn pháp Sắc mặt xinh đẹp của Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan khẽ thay đổi, đôi mắt xinh đẹp đồng thời trở nên sợ hãi, động thái lớn như vậy chỉ có Vạn Pháp Vương quốc mới có thể tạo ra thôi. Lúc này, trong Linh Tiêu Tông, rất nhiều đệ tử nội môn, thậm chí cả đệ tử thân truyền đều đứng dậy, căng thẳng nhìn về phía cây cột linh lực dài cả trăm trượng kia, hướng đó hình như là cung điện của Lý Khâu, không ngờ hắn lại đột phá cảnh giới Vạn Pháp. Tiếng kêu ngạc nhiên vang lên từ trong núi, mỗi âm thanh đều ẩn chứa sự ngạc nhiên và khó tin. Cảnh giới vạn pháp là một cấp độ hoàn toàn mới. Toàn bộ linh tiêu tông chỉ có hơn 10 cường giả vạn pháp mà thôi. Không ai ngờ rằng ngay trước khi cuộc thi bắt đầu, Lý Khâu đã hoàn thành một cú xoay chuyển kinh hoàng, đột phá cảnh giới vạn pháp, trở thành một trong những cao thủ hàng đầu của linh tiêu tông. Nhanh Ngọc Yên đứng ở một tòa điện, gió lớn gào thét, thổi bay vạt váy đỏ của nàng ta, đôi mắt trong veo nhìn về phía linh trụ cao trăm trượng ở phía xa. Mãi lâu sau, nàng ta nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng cảm thấy không phục. Lý Khâu, Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Linh trụ cao trăm trượng xuyên qua bầu trời, linh khí lan ra như thủy triều, mà khí tức của Lý Khâu cũng bị linh khí này quét qua, điên cuồng dâng trào, trong nháy mắt đã đạt tới cảnh giới vạn pháp. Cùng lúc đó, một tiếng cười man dại cũng vang lên khắp cung điện. Đột phá rồi, cuối cùng ta cũng đột phá rồi. Cuối cùng ta đã đạt tới cảnh giới vạn pháp. Trần Mộc, Nha Ngọc Yên, các ngươi cứ chờ đó mà xem, ta sẽ dẫm nát các ngươi dưới chân. Phòng điện Hàn Giang Tuyết nhìn về phía mấy linh trụ cao tầm trăm trượng, trên gương mặt nàng ấy lộ rõ vẻ nghiêm túc, nàng nhìn về phía Trần Mộc, không ngờ vào thời khắc sống còn này, Lý Khâu lại phá được cảnh giới Vạn Pháp, sao thế, thấy áp lực à, Hàn Giang Tuyết trầm giọng nói, cảnh giới Vạn Pháp không phải là thứ mà cảnh giới thần tàng có thể so sánh được, đó không còn là hai người đồng cấp, lúc trước nếu Trần Mộc không ăn nói ngông cuồng, muốn một mình đấu hết với các đệ tử thân truyền thì có lẽ bây giờ cũng sẽ không khiến nhiều người tức giận đến như vậy. Trần Mộc không nói gì, mà chỉ híp mắt nhìn về phía tòa phong điện xa xa áp lực sao đừng nói là bây giờ cho dù là ba tháng trước đó cảnh giới vạn pháp cũng không phải là cảnh giới mà hắn sẽ lẩn tránh hắn tới rồi lúc này trình vũ hiên như nhận ra gì đó ánh mắt nàng ngưng lại đổi sắc nói hạ chỉ lan và rất nhiều đệ tử linh điện ở đó cũng trở nên căng thẳng cạch nơi bầu trời xa xăm vang lên một tiếng xe gió ồn ào chợt một luồng linh lực cuồng bạo lao vút tới với tốc độ nhanh như tia chớp chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi mà luồng ánh sáng này đã tới càng ngày càng gần, hướng mà hắn lao tới chính là chỗ phong điện của Trần Mộc. Chỉ một lát sau, ánh sáng đó dừng lại trước mặt Trần Mộc trên phong điện, sau đó dần hiện rõ bóng dáng của một người thanh niên bướng bỉnh, chính là Lý Khâu. Chỉ là so với trước kia, hôm nay Lý Khâu kiêu ngạo và tự tin hơn nhiều. Nguồn linh lực cuồn cuộn quanh người giống như hai người khác hẳn, nó mạnh đến mức có thể khiến không gian quanh người biến hình vặn vẹo. Sao nào, đã sợ vãi tè rồi sao? Lý Khâu ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn trần mộc đặc biệt là khi nhìn thấy trần mộc đứng yên không nhúc nhích hắn mới cười gằn hắn cảm thấy trần mộc đã sợ tới cứng ngắc từ chi lý khâu ngươi muốn làm gì ánh mắt trình vũ hiên nhìn sang quát lạnh lý khâu liếc mắt nhìn trình vũ hiên một cái sau đó lại chuyên sang nhìn trần mộc hắn tàn nhẫn cười nói yên tâm hôm nay ta không định ra tay với ngươi ta chỉ tới đây chào hỏi một tiếng mà thôi cố mà hưởng thụ một ngày cuối cùng của mình đi đợi đến ngày mai ta sẽ đích thân bẻ cổ của ngươi xuống thấy vẻ mặt của trần mộc không hề thay đổi gì lý khâu nở nụ cười trêu tức hắn khẽ vung tay bóng người vút nhanh về phía bầu trời xa xăm đi không hề dừng lại lúc tới như gió lúc đi cũng tất tả hắn bị bệnh hả trần mộc bỗng quay đầu lại nhìn về phía hàn giang tuyết ta nghĩ chắc là vậy đó hàn giang tuyết nghiêm túc gật đầu chắc là hắn còn chưa biết chuyện truyền kỳ về ta đấy nhỉ trần mộc im lặng mới đột phá cảnh giới vạn pháp thôi mà đã ngông cuồng đến vậy lúc hắn còn ở cảnh giới thông thiên hai đại cảnh giới vạn pháp hợp tác với nhau mà còn thất bại ở trong tay hắn đó suýt chút nữa bị hắn rớt chết kìa chỉ là một người vừa mới đột phá cảnh giới vạn pháp mà đã diễu võ dương oai trước mặt hắn như vậy chê mạng mình đã sống quá lâu à người không biết còn tưởng không phải là cảnh giới vạn pháp mà là cảnh giới bất diệt đấy đúng là một kẻ ngu xuẩn đi thôi trần mộc vẫy tay xoay người rời đi mấy đệ tử linh điện hạ chỉ lan và trình vũ hiên đều vô cùng lo lắng và hồi hộp với bọn họ mà nói cảnh giới vạn pháp là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ nhưng mà thấy dáng vẻ nhàn nhã thoải mái của trần mộc như vậy bọn họ cũng đành bất đắc dĩ cười khổ có thể không xem một cảnh giới vạn pháp ra gì như vậy có lẽ trong số các đệ tử cũng chỉ có trần mộc có thể làm được thôi buổi tối ở nơi sâu nhất trong phòng điện trần mộc ngồi một mình ở trong phòng yên tĩnh trước mắt là một đống linh thạch cực phẩm giống như một ngọn núi nhỏ khoảng tầm tám mươi viên ánh sáng chói mắt lóe lên biến xung quanh u ám sáng rực giống như thể ban ngày ao ao 80.000 viên linh thạch cực phẩm chồng lên nhau. Từng gợn sóng linh lực hùng hồn cũng từ trong đó chậm rãi phóng thích ra ngoài, làm cho không khí dịch chuyển trong thiên địa cũng trở nên rối loạn. Trần Mộc ngồi xếp bằng, hai tay di chuyển tạp thành ấn pháp cổ xưa mà tối nghĩa, Cửu Long Diệt Thần Quyết được vận chuyển, lỗ chân lông khắp người được mở ra hết mức. Một nguồn lực cắn nuốt cùng bạo vô cùng, cùng lúc bộc phát ra, bạch, trong lúc đó, có một giải lụa linh khí như dòng lũ cuốn lấy tòa linh thạch như núi nhỏ trước mặt, giải lụa linh khí như một con rắn nước, nó xuyên qua không khí bám lên người trần mộc rồi nhắm thẳng trên đỉnh đầu của hắn mà do xuống ẩm cơ thể trần mộc chấn động như thể bị đòn nghiêm trọng tinh quang óng ánh vô ngần bùng nổ quanh người trần mộc như một ánh mặt trời rực rỡ kích thích mắt người thường không sao mở ra được linh lực cuồn cuộn như dòng lũ không ngừng truyền vào đi qua các kinh mạch võ đạo của trần mộc án pháp của trần mộc nhanh chóng biến ảo dòng linh khí này được dẫn vào bên trong linh hải đùng lúc này đây trong linh hải vang lên một tiếng vang trầm linh lực minh mông như nước thủy triều vỡ bờ tàn phá bừa bãi trong người hắn ép nó cho ta hai tay trần mộc nhẹ nhàng ấn về phía hư không nguồn linh lực cuồng bạo trong cơ thể lập tức bị đè ép xuống hai mắt của trần mộc nhắm chặt dòng linh lực này bị chia thành những dòng suối nhỏ chảy theo các kinh mạch võ đạo nhỏ hơn không gian yên tĩnh lại trần mộc như một lão tăng nhập định ngồi khoảng hai canh giờ mà hơi thở quanh người hắn lại càng ngày càng mạnh trong nháy mắt đó linh lực của trần mộc liên tục đột phá lên hai tầng bước chân vào tầng 3 của cảnh giới thần tàng. Tầng 3 của cảnh giới thần tàng. Lúc này, Trần Mộc mới mở hai mắt ra, trong đôi đồng tử của hắn sáng bừng lên, giống như một lưỡi đao ác liệt. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm nhận nguồn linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, khóe miệng cong lên nở một nụ cười. Qua hơn nửa tháng, bây giờ, rốt cục hắn cũng sử dụng hết những thứ mình tích lũy lâu dài. Trần Mộc liếc mắt nhìn 80.000 viên linh thạch cực phẩm trước mặt, linh thạch hôm nay đã trở thành phế thạch, không còn bất kỳ linh khí nào nếu để những võ giả khác đột phá thì 80.000 viên linh thạch cực phẩm này ít nhất cũng có thể giúp họ đột vào tầng 5 cảnh giới. Nhưng với Trần Mộc mà nói, hắn chỉ đột phá hai tầng mà thôi. Không phải là do Trần Mộc vô dụng, mà là vì công pháp mà hắn đang tu luyện cần linh lực nhiều hơn gấp mấy chục lần so với các võ giả cung cấp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Trần Mộc có thể vượt cấp rớt địch như vậy được. Dùng linh thạch cực phẩm để tu luyện thì xa xỉ quá, lần sau phải dùng đan dược mới được, Trần Mộc khẽ thì thầm một câu. Ngày hôm sau, từng tia nắng mặt trời vàng trói buông xuống cả tòa linh tiêu tông sôi trào lần nữa tiếng ồn ào náo động vang khắp mấy dãy núi lần hội võ tam tông trước chỉ là đại chiến giữa các đệ tử nội môn nhưng lần tỷ thí này lại liên quan đến danh dự của các đệ tử thân truyền cũng như tiêu chuẩn lựa chọn trong đại hoang mộ kiếm vì thế hầu như tất cả đệ tử thân truyền đều sẽ không bỏ qua đại hoang mộ kiếm có ba tiêu chuẩn hai vị trí trước đã định sẵn chỉ có vị trí thứ ba này đến nay vẫn chưa chọn được ai không khó đoán trước vì vị trí đại hoang mộ kiếm này chắc chắn cuộc tỉ thí này đều sẽ tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu giữa quảng trường bao la người đông như mắc cửi phóng tầm mắt nhìn tới cả sân bãi bao la đều bị một biển người chiếm cứ đầu người nhôn nháo đếm không hết được kéo dài đến cuối cả tầm mắt mà trong số đó có rất nhiều đệ tử thân truyền đã tụ hội về đây trong linh tiêu tông số lượng đệ tử thân truyền cũng không nhiều chỉ có 20, 30 người mà thôi nhưng 20, 30 người này lại là người mạnh nhất trong số các đệ tử sau đó không lâu, một số đệ tử cũ nhận ra có điều gì đó khác thường, những khuôn mặt quen thuộc lâu ngày không thấy, hôm nay lại cùng nhau xuất hiện. Người kia có phải là Từ Phong không? Từ Phong, Từ Phong lại xuất quan à? Đó là Thương Hào à, không ngờ tên này cũng tới. Từ Phong và Thương Hào đã 3 năm rồi chưa thấy bọn họ lộ diện nhỉ, không ngờ họ cũng muốn giành lấy vị trí cuối cùng trong đại hoang mộ kiếm này, vậy mới hấp dẫn được bọn họ xuất hiện. Lần này Trần Mộc xui xẻo rồi, nếu hai người này cũng xuất quan thì chỉ e vị trí đại hoang mộ kiếm này phải đổi người rồi. Trong đám người ồn ào náo nhiệt, có hai người trẻ tuổi đứng cao ngạo nghễ, một người có làn da ngăm đen, hình như là do tu luyện một đại pháp luyện thể nào đó, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, làn da lại ánh lên màu đen óng ánh, giống như sắt mịn đã được tôi luyện, không thể nào phá hủy. Một người khác lại đeo một thanh đại kiếm trên lưng, thanh kiếm dài ước chừng 8 thước, nói là một thanh kiếm, chẳng bằng nói giống như là một khẩu súng hơn bởi vì cây kiếm này thực sự quá dài có lẽ cũng vì thanh kiếm này cho nên mặc dù hắn đứng lẫn trong đám đệ tử thân truyền nhưng vẫn dễ thấy vô cùng mà hai người này chính là nhân vật kiệt xuất trong số các đệ tử thân truyền từ phong cùng thương hảo chỉ là một thằng nhóc ở cảnh giới thần tàng mà thôi lại dám mở lôi đài ngông cuồng đòi một mình đấu hết với các đệ tử thân truyền hôm nay ta cũng muốn mở mang kiến thức xem thử hắn là người thế nào đây ánh mắt của từ phong đầy ác liệt liếc nhìn xung quanh chỉ bằng nửa con mắt hắn liếc nhìn nhóm người thờ ơi nói xem ra từ huynh cũng thấy hứng thú với vị trí trong đại hoang mộ kiếm à thương hào chắp hai tay sau lưng kinh ngạc cười nói năm năm mới có thể đi vào đại hoang mộ kiếm đó một lần ai mà không hứng thú nhưng mà so với đại hoang mộ kiếm ta lại muốn đạp thằng nhãi ngông cuồng không biết sống trước kia dưới chân mình hơn cho hắn biết linh tiêu tông này không phải ai cũng ngông cuồng thế được từ phong bừng của nói trên đài cao tất cả trưởng lão đều tụ hội ngay cả vạn trọng sơn cũng có mặt ngồi trên ghế tựa bằng vàng hứng thú nhìn xuống dưới ông ta đã cảnh cáo trần mộc linh tiêu tông họa hổ tàng long những cường giả đỉnh cấp trẻ tuổi kia không hề yếu ớt như bề ngoài rất nhiều lão đệ tử thân truyền sau một thời gian trưởng thành đã dần khiêm tốn lại kiềm chế sự sắc bén của mình và không hoạt động nữa bây giờ trần mộc mở lôi đài trước sự mê hoặc với vị trí ở đại hoang mộ kiếm rất nhiều nhân vật thiên tài nổi tiếng năm đó chắc chắn sẽ về đây lý khâu đến rồi giữa biển người có người hét lên một câu ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía thanh niên có nụ cười âm khí đó, hôm nay Lý Khâu cũng được xem là một trong những nhân vật nổi tiếng, ai mà ngờ rằng, chỉ trước ngày tỷ thí một ngày, người đó phá được cảnh giới vạn pháp. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Lý Khâu lại vô cùng hưởng thụ, hắn thích được mọi người chú ý, nhưng tất cả những thứ này lại bị phá hư chỉ vì sự xuất hiện của Trần Mộc. Hôm nay, hắn phải cho những người khác biết, Lý Khâu hắn sẽ luôn đứng trên đầu người khác. Trần Mộc cũng tới rồi, lúc này đây, trong đám người lại có người lên tiếng tất cả mọi người ở đó đều ngóng nhìn loạch sạch giữa bầu trời xa xăm có mấy bóng người lao vút tới đây cuối cùng rơi trong đám người người cầm đầu dĩ nhiên là trần mộc mà sau lưng hắn chính là mấy người hàn giang tuyết và trình vũ hiên khi trần mộc đến đúng như dự đoán toàn trường lập tức náo động ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào trần mộc bao gồm cả đám đệ tử thân truyền kia điểm khác biệt duy nhất là trong mắt mấy người từ phong và thương hào có thêm chút dò xét bọn hắn đều tò mò về nhân vật gây ồn ào trong linh tiêu tông dạo gần đây hắn ta chính là Trần Mộc à, chỉ là thân tàng cảnh mà cũng dám huynh hoang như vậy ư. Trong lúc Từ Phong đánh giá Trần Mộc, hắn ta cũng nhận ra do động linh lực xung quanh hắn, chẳng qua chỉ là tầng thứ ba cảnh giới thần tàng mà thôi. Cảnh giới này đối với đám bọn hắn chỉ như con kiến mà thôi, bóp phát là đi. Nghe nói trong tam tông tranh tài, đến cả cường giả cảnh giới thần tàng tầng thứ tám cũng thua trong tay hắn, không thể khinh thường được, thương hào cười nhẹ, nói. Từ phong quay đầu lại nhìn thoáng qua thương hào, cười vui vẻ, chỉ bằng chiến tích đánh bại cường giả cảnh giới thần tàng tầng thứ 8, hắn ta cũng dám vinh vào ư. Ừ. Vào hai năm trước, ta tiện tay cũng bóp chớt được mấy tên cảnh giới thần tàng tầng thứ 8 rồi. Từ phong, đối với chúng ta mà nói, thần tàng cảnh không đáng là gì, nhưng trong mắt đệ tử nội môn, cảnh giới thần tàng tầng thứ 8 đã là thứ cao không với tới, thượng hào cười khẽ nói. Hừ, nếu đã vậy thì danh ngạch mộ kiếm đại hoang hôm nay ta lấy nhé. Trong mộ kiếm đại hoang, tất cả đều là thiên tài đứng đầu Nam Châu, đừng để hắn làm mất mặt linh tiêu tông chúng ta từ phong nghiêm nghị nói thương hào im lặng không nói gì thêm nhưng sâu trong mắt hắn ta lại như ẩn giấu rắn độc lần thi đấu này không chỉ riêng một mình trần mộc còn có cả đám đệ tử thân truyền bọn hắn cạnh tranh nhau không khí trong sân càng lúc càng hứng khởi có rất nhiều đệ tử không kiềm chế nổi tâm trạng nóng lòng muốn xem một hồi long tranh hổ đấu đông đảo đệ tử linh điện nuốt nước bọn nhìn quân hùng hội tụ đông đảo trước mắt chân có hơi run run trong đám người này kha khá người đã là cường giả vạn pháp cảnh bắt đầu đi trên đài cao vạn trọng sơn ngồi trên ghế vàng cảm nhận không khí nồng nhiệt bên dưới nhao mắt tuyên bố ngay lập tức nha ngọc yên mặc bộ hồng y đứng trong một góc trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý nàng ta mím môi đôi mắt lưu ly tỏa ra sát khí trần mộc để ta xem hôm nay ngươi chớt như thế nào gót sen chạm đất nàng ta phóng vụt lên gió khẽ lay làn váy cơ thể mềm mại nhẹ nhàng hạ xuống lôi đài mỹ nhân mãi mãi là tiêu điểm nhất là mỹ nhân mạnh mẽ như nàng ta, càng khiến mọi người chú ý nhiều hơn. Sau khi thấy nàng ta lên sân đầu tiên, tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Nhan Ngọc Yên lên đầu tiên rồi, không ngờ nàng ta lại nôn nóng như vậy, nhưng chỉ dựa vào thực lực tầng thứ 8 cảnh giới thần tàng của nàng ta, e là không đánh lại được Trần Mộc bây giờ nhỉ. Ai biết, nhưng chắc vẫn còn hậu chiêu đằng sau. Trong tiếng hò reo, chẳng bao lâu sau, một bóng người khác cũng đứng dậy từ trong đám đông. Ta cũng lên, thân hình lưng hùng vai gấu của vương thống lộ ra trong mắt mọi người. Sau đó hắn ta quát lên một tiếng, hùng dũng lao lên lôi đài. Hừ, cuối cùng là Lý Khâu, cũng là cường giả vạn pháp cảnh. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, sau đó nhảy lên lôi đài. Ba đánh một à? Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều đệ tử nội môn có mặt đều sừng sốt, sau đó vẻ mặt trở nên kinh hãi. Có nhầm lẫn gì không? Lý Khâu là cường giả vạn pháp cảnh mà, lại còn chơi đánh hội đồng. Đề tiện, Trình Vũ Hiên cắn răng nhíu mày gương mặt lạnh lùng hiện lên nét khó coi. Đây mới chỉ là bắt đầu, không ai ngờ được ba vương thống, nha ngọc yên, lý khâu lại bắt tay nhau cùng lên. Hai má hạ chi lan cũng phủ đầy xương giá, ngay từ đầu nàng ta đã cảm thấy trận đấu này không công bằng. Từ phong liếm môi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng thích thú, thú vị đấy, ba người vương thống, nha ngọc yên, lý khâu tốt xấu gì cũng là đệ tử thân truyền thời gian khá lâu rồi, có thiên phú, có thực lực, bây giờ còn liên thủ với nhau xem ra bọn hắn có vẻ kiên kỵ trần mộc nhỉ không biết tên khó này có bản lĩnh gì thương hào cười lạnh lên lôi đài lý khâu bước ra trên gương mặt tuấn tú tràn ngập vẻ hung dữ và kiêu ngạo cút xuống đây đi trần mộc chúng ta chờ ngươi lâu rồi chẳng phải ngươi nói muốn một mình đấu với bọn ta sao xuống đi chứ khi thế mấy hôm trước đâu rồi hay là ngươi sợ nha ngọc yên khẽ cắn răng gót sen bước ra đôi mắt đẹp khóa chặt lên người trần mộc đáy mắt lạnh thấu xương trần mộc nếu bây giờ ngươi rút lui không tham gia vào mộ kiếm đại hoang vẫn còn kịp nếu không thì khó kết thúc trận đấu hôm nay đấy trần mộc khẽ nheo mắt bước lên một bước định hạ xuống nhưng hàn giang tuyết lại đột nhiên ngăn lại ba đánh một ngươi có đánh được không vậy đám người trình vũ hiên hạ chỉ lan cũng lo lắng nhìn về phía trần mộc trần mộc cười khẽ không trả lời nhảy lên lôi đài vương thống cười khẩy thân thể cường tráng như hổ bành trướng gót sắt dẫm lên lôi đài thậm chí còn khiến mặt đất khẽ rung động khi thế hùng hồn chiến ý kinh người hắn ta nhìn trần mộc nói với vẻ nghiền ngẫm trần mộc đừng trách ba người chúng ta đánh một mình ngươi dù sao cũng do chính ngươi nói khi trước mà ngươi không ngán kể cả khi chúng ta đánh hội đồng tất nhiên nếu bây giờ ngươi thu lại lời nói ngông cuồng ba ngày trước bọn ta sẽ tha thứ cho ngươi chỉ cần ngươi từ bỏ danh ngạch tham gia vào mộ kiếm đại hoang là được đối mặt với sự khiêu khích của hắn trần mộc chậm rãi giơ tay lên xòe ra ba ngón tay tất cả mọi người đều ngẩn người ngươi có ý gì nhan ngọc yên nhíu mày nhìn chằm chằm vào Trần Mộc. Ngay sau đấy, Trần Mộc bâng quơ nói, ba chiêu, nếu ba người các ngươi ngăn được ba chiêu của ta mà không thua, ta tự sát. Lời này vừa nói ra, không khí lập tức cứng lại. Ba giây sau, toàn trường lại điên cuồng. Má, tên này điên rồi ư, nói năng ngạo mạn, đã ba đánh một rồi còn dám ước định ba chiêu, hắn ta muốn chết nhanh hơn ư. Tên này chẳng biết trời cao đất dày là gì, chẳng lẽ hắn không biết đối thủ của hắn ta đều là đệ tử thân truyền ư ba chiêu bất bại là tự sát, ông đây chưa gặp ai vinh váo vậy đâu. Tên nhãi này đúng là không coi ai ra gì, toàn trường đều xôn xao, sắc mặt cả đám đệ tử nội môn xanh lét. Nếu khi trước bọn họ còn đồng tình khi thấy Trần Mộc bị người ta nhằm vào, giờ thì chút đồng tình ấy bay biến sạch, bởi bọn họ phát hiện tên này đúng là không coi ai ra gì. Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan cũng ngẩn ra, sau đó thì không thể tin nổi, tròn mắt nhìn Trần Mộc. Tên nhãi này lúc nào cũng điên cuồng như vậy ư, nếu khi trước trần mộc chỉ kiêu ngạo tuyên bố muốn khiêu chiến tất cả đệ tử thân truyền thì hành động của hắn bây giờ đã chứng minh lời nói ấy thậm chí còn điên cuồng hơn trần mộc nhan ngọc yên cắn chặt răng lửa giận bừng lên trong đôi mắt đẹp gương mặt xinh xắn cũng đỏ ửng nàng ta cảm thấy cái tên này hoàn toàn không để bọn họ vào mắt ngươi sẽ hối hận nhan ngọc yên cắn răng lạnh lùng lên tiếng nét mặt lý khâu cũng không được đẹp cho lắm bây giờ hắn ta đã đột phá cảnh giới vạn pháp tên nhãi kia vẫn còn khinh thường hắn ta như vậy đúng là quá kiêu ngạo. Một khi đã vậy, không cần phải nể mặt hắn ta đâu, chơi với tên nhãi không biết trời cao đất dày này một chút thôi. Vương thống liếm môi, trong mắt lóe lên lệ khí dữ tợn. Bắt đầu đi, bùm, vương thống bước ra, linh lực hoàn toàn bùng nổ, khuếch tán mạnh ra ngoài. dao động linh lực mạnh mẽ khiến không gian rung động, lôi đài dưới chân cũng run rẩy theo, rẹt rẹt, Lôi đài cứng rắn được đúc thành từ hắc thành không thể chịu nổi linh lực của vương thống, toát ra như mạng nhện cảnh giới thần tàng tầng thứ 9, tên kia cũng đột phá rồi. Tất cả đệ tử nội môn đang ngồi ồ lên kinh ngạc. Nhanh Ngọc vươn tay lên không trung, một thanh kiếm lạnh lẽo rơi xuống bàn tay ngọc. Sau đó, ánh mắt nàng ngưng tụ, linh lực cũng bùng nổ, bùm, mặt đất rung chuyển, ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt. Gió giữ thét gào, quét ngang bên ngoài lôi đài, cuốn cát bụi lên cao, áp lực cực đoan từ linh lực như cái bóng che trời, bao phủ khắp không gian nơi đây, khiến đệ tử nội môn đang ngồi trong sân cảm thấy ngạt thở không ngờ nhan ngọc yên cũng đột phá lên đến tầng thứ 9 cảnh giới thần tàng rồi tiếng hít hà khiếp sợ lại vang lên rất nhiều đệ tử nội môn trợn mắt không dám tin không ai ngờ được rằng vương thống và nhan ngọc yên cách đây mấy phút mới chỉ là tầng thứ 8 cảnh giới thần tàng bây giờ đều lên tầng thứ 9. đừng đánh giá thấp chênh lệch giữa một tầng này khi đạt đến cảnh giới thần tàng mỗi một tầng đều cách nhau như trời với đất cả đám trình vũ hiên và hạ chỉ lan nét mặt đều khó coi đây là biến cố lớn có ai ngờ hai người này lại đột phá vào giây phút này không dầm trong mắt vương thống lóe lên sát khí dữ tợn hắn ta bước ra mặt đất nổ tung để lại một vết chân thật sâu trên bề mặt võ đài cơ thể hắn ta bắn ra như liệt báo biến mất trong tấm mắt mọi người nhanh quá mọi người thầm nghĩ trong lòng trần mộc đứng yên tại chỗ gió nhẹ nhàng đung đưa tà áo xanh nhạt của hắn dệt tiếng gió rồn dập phía sau lưng hắn ngay sau đấy bóng hình vương thống đã xuất hiện sau lưng trần mộc không biết từ lúc nào chớt đi vương thống hét lên nắm tay tỏa ánh sáng xanh đấm mạnh xuống hỏa diễm cuốn lên nhiệt độ trong thiên địa cũng nhanh chóng tăng cao bên ngoài lôi đài bị quyền ý đại nhật thiên viêm đốt nóng đỏ thẫm sóng nhiệt nóng bỏng vòng từng vòng dọc theo lôi đàn càn quét ra ngoài nắm đấm đánh tới không gian vặn vẹo một quyền này ẩn chứa lực lượng mà cường giả cảnh giới vạn pháp cũng phải tránh lui nhưng mà trần mộc lại giống như không cảm nhận được cơn gió lạnh thấu xương đánh úp ở phía sau vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích ẩm cuối cùng nắm đấm thiêu đốt của đại nhật thiên viêm cũng đánh mạnh vào lưng trần mộc tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng liệt hỏa mang theo xung kích cùng bạo vô song đánh thẳng vào người hắn chỉ là thân thể trần mộc vẫn không hề nhúc nhích cảnh giới thần tàng tầng thứ 9 đánh ra một quyền toàn lực trần mộc lấy thân thể chống đỡ không hề bị thương chút nào toàn trường oanh động cho dù mấy trưởng lão ngồi trên đài cao cũng đứng lên mắt trợn tròn không dám tin nhìn cảnh tượng này chuyện này chuyện này sao có thể tất cả đệ tử nội môn đều đưa ra hô hấp dồn dập cảnh tượng trước mặt đúng là như sét đánh giữa trời quang nổ vang trong đầu tất cả mọi người lấy cơ thể đối kháng với quyền đạo đại tông sư của cường giả cảnh giới thần tàng tầng thứ 9. vậy mà bình yên vô sự không thể nào không thể nào như vậy được vương thống trợn to mắt trong mắt tràn ngập khiếp sợ hắn cảm thấy nắm đấm của mình như đấm vào một khối tinh thiết trăm năm đã trải qua vô số rèn luyện không gì có thể lay động được chênh lệch sao lại lớn như vậy sao thân xác của tên này lại biến thái như thế không đợi vương thống phản ứng thân hình trần mộc nhoáng lên một cái biến mất trước mắt mọi người vút âm thanh xe gió vang lên một cảm giác nguy hiểm không lời nháy mắt bao phủ toàn thân vương thống loại cảm giác nguy hiểm này khiến hắn như rơi vào hầm băng lạnh thấu xương kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến lông tơ trên người vương thống dựng hết lên hắn đột nhiên quay đầu nắm chặt nắm đấm quyền ý đại nhật thiên viêm thi triển đến cực hạn đại đạo cộng hưởng hư không vỡ vụn trong hư không đen nhánh kia linh lực hội tụ một con mãnh hổ to trăm trượng ẩn hiện trên đầu hắn tỏa ra sự cuồng bạo đáng sợ. Đại Nhật Thiên Viêm, Hổ Khiếu Sơn Hà Quyền, tiếng giống vang vọng, Vương Thống đấm một quyền ra, bùm, cương khí nổ tung, linh lực tràn ra như hồng thủy, trong hư không có một con mãnh hổ người đầy lửa giận dữ xông ra, khóe miệng Trần Mộc nhếch lên, thân hình khẽ động, ánh sáng lấp lánh hiện lên quanh người hắn, nhanh chóng kết nối lại hình thành một bộ xương rồng uốn lượn, tràn ngập cảm giác bạo lực. Cửu Long Quyền, á, nắm đấm mang theo ánh sáng lấp lánh thổi quét ra ngoài, ánh sáng tóe ra đầy trời như pháo bông, dường như có một con rồng chín đầu dương nhanh múa vuốt vọt ra đụng mạnh vào quyền của vương thống tiếng rồng ngâm quanh quẩn trong thiên địa long lực phóng thích ẩn chứa cự lực bá đạo đến cực điểm ầm trong nháy mắt đó thiên địa dường như biến sắc cuồng phong vô tận gào thét trên lôi đài hình thành lốc xoáy tàn phá xung quanh dưới sân tất cả mọi người đều híp mắt lại sắc mặt hiện lên vẻ hoàng sợ và chấn động nắm đấm của trần mộc không hề có chút quyền ý nào mà dựa vào lực lượng của thân thể và xương cốt nhưng loại lực lượng thân thể này đấm ra một quyền lại khiến không gian xung quanh trở nên vặn vẹo bá đạo đến cực điểm rắc rắc hai nắm đấm đối đầu va chạm nửa hơi sau tiếng xương cốt nứt gãy vàng vọng không thể nào không thể như vậy được vương thống giống như điên cuồng con ngươi nhìn chằm chằm vào chỗ va chạm kia một giây sau ánh tay của hắn uống cong xuống với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được dường như không thể ngăn cản lực lượng cuồng bạo vô cùng kia a à, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên nắm đấm của vương thống lập tức bị đánh cho bé bét mấu thịt nhưng nắm đấm của trần mộc vẫn không hề dừng lại mang theo lực lượng tuyệt đối đáng mạnh vào lồng ngực vương thống răng rắc răng rắc tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên lồng ngực vương thống lõm xuống không biết gãy bao nhiêu cái xương sườn mấu tươi phun ra tiếp đó vương thống phun ra một ngụm mấu tươi cả người bay đi như đạn pháo rơi xuống chỗ đất trống phía xa sức giật đáng sợ thậm chí khiến mặt đất lún xuống cả mười trượng còn vương thống thì đã ngất đi khí tức yếu ớt toàn trường rơi vào trạng thái yên tĩnh như chớt một lúc lâu từng tiếng hít khí lạnh vang lên sau đó là toàn trường bùng nổ vãi tên này là quái vật gì vậy một quyền chỉ duy nhất một quyền sao có thể như vậy được không phải tên tiểu tử này mới đạt tới cảnh giới thần tàng tầng thứ ba sao sao lại biến thái như vậy vương thống còn không cản được một chiêu của hắn đã mất sức chiến đấu rồi khuôn mặt của tất cả mọi người đều ngập tràn vẻ không tin được trong lòng bọn họ vốn đã tưởng tượng ra cảnh tượng long tranh hổ đấu nhưng sự thật là đến một chiêu mà vương thống cũng không cản được mọi người nhìn vương thống nằm ở phía xa xa như chóa chớt lại nhìn sang bóng dáng đứng sừng sững như chiến thần trong cuồng phong trên lôi đài tất cả giống như một giấc mộng vậy không hề chân thực trên đài cao đông đảo trưởng lão cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh cho dù là vạn trọng sơn luôn rất tin tưởng vào thực lực của trần mộc cũng không kìm được trợn mắt trong lòng xuất hiện sóng to gió lớn đừng nói là ba chiêu sau khi trần mộc ra tay đến một chiêu vương thống cũng không đỡ được thất bại quá nhanh nhanh đến mức khiến tất cả mọi người không kịp chuẩn bị sắc mặt từ phong và thương hào đều trở nên ngương trọng mặc dù trước đó bọn họ đều mang theo thái độ miệt thị với trần mộc nhưng một quyền này đúng là khiến bọn họ vô cùng chấn động từ phong nhìn về phía thương hào thấp giọng nói thân thể của hắn chỉ sợ không kém gì thương hồn bá thể của người ánh mắt thương hào sáng rỡ hứng thú đánh giá thân thể của trần mộc cùng là người luyện thể đương nhiên hắn có thể nhìn ra luyện cốt đại pháp của trần mộc không hề tầm thường nhưng đáng tiếc chính là thân thể cấp bậc này vẫn chưa bằng hắn thân thể của hắn tuy mạnh nhưng đáng tiếc chính là hắn không có huyết mạch gì cho dù tu luyện đến cực hạn cũng không thoát được hạn chế của huyết mạch thương hào cười khẩy nói dù sao hắn cũng mang huyết mạch của tộc thương hồn mà trần mộc thì hoàn toàn chỉ có huyết mạch nhân tộc mà thôi luyện thể trong nhân tộc thì luôn ở thế yếu sao thân thể của tên này lại mạnh như vậy trên lôi đài đôi mắt đẹp của nhan ngọc yên khiếp sợ nhìn trần mộc từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc chỉ trong chớp mắt thậm chí bọn họ còn không kịp nhúng tay lý khâu cùng lên nhan ngọc yên nhanh chóng nhìn về phía lý khâu nói ngươi là đang cầu xin ta sao lý khâu lạnh nhạt nhìn nàng ta bình thường mỹ nhân không để ý tới hắn giờ lại phải hạ thấp mình cầu xin trong lòng hắn tràn ngập cảm giác khoái trí hừ nếu ngươi muốn hắn đánh bại từng người một thì tùy ngươi nhan ngọc yên hừ lạnh một tiếng tiếp đó nàng ta đạp mạnh về phía trước váy đỏ tung bay thân thể mềm mại như không xương lướt đi như một cơn gió thay thế Lý Khâu nhếch miệng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Mộc, không thể không nói, hắn vẫn là khinh thường tên tiểu tử này. Bùm, linh lực cuồng bạo vô song quét ngang lôi đài, lúc thân thể mềm mại của Nhan Ngọc Yên xông lên, Lý Khâu cũng lao vút theo, hai người một trái một phải, đồng thời giáp công, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi, hai bên Trần Mộc, bóng dáng của Lý Khâu và Nhan Ngọc Yên cùng lóe lên. Lạc thủy nhất kiếm, Cửu trọng thủy băng, tay Nhan Ngọc Yên cầm trường kiếm rót linh lực vào một tiếng kêu trong trẻo vang vọng kiếm ý phóng thích ngôn ngữ không tên cộng hưởng với hư không sinh ra dị tượng một kiếm của nhan ngọc yên cắt ngang bầu trời khe hở hư không xuất hiện nước chảy cuộn vô cùng hoa lệ bọt nước đầy trời giống như sóng ngoài biển lớn dâng cao trăm trượng dòng nước này nhìn thì mềm mại nhưng thật ra lại mang theo một trọng lực cực đoan nào đó vừa rơi xuống liền khiến không gian xung quanh trần mộc nổ tung ầm 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 từng làn nước chấn động rơi xuống không gian xung quanh trần mộc bị đè ép biến dạng loại lực lượng siêu cấp kia giống như trăm tòa núi non trồng lên nhau đè ập lên người trần mộc hạo thiên thương thương vân kình lôi hủy diệt bên phải trần mộc lý khâu cầm một cây thương kình thiên lôi quang óng ánh bao quanh thân thương gương mặt lý khâu trượt lộ ra vẻ hung ác đầu thương chuyển động mang theo lôi lực xuyên thẳng về phía thân thể của trần mộc Ấm, ẩm ầm thương ý bộc phát lôi đình như biển cuồn cuộn phóng thích trong nháy mắt quanh người trần mộc xuất hiện lôi quang ngập trời loại lôi đình này mang theo vẻ hắc ám quỷ dị lúc bao phủ xuống giống như ẩn chứa lực lượng hủy diệt vạn vật mà lôi đình này chính là thương ý của lý khâu thương vân kình lôi nước và lôi điện quấn lấy nhau giao hòa khắp trời tạo ra những gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được quanh thân trần mộc bùng lúc này đại diện dưới chân trần mộc đã sụp đổ quần áo bị xé rách lôi đình đụng vào thân thể hắn từng vết mấu nứt toác xuất hiện trần mộc trình vũ hiên hạ chỉ lan và đệ tử của linh điện đều cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này ầm cuối cùng cửu trọng lạc thủy và thương vân kình lôi đều rơi xuống nháy mắt đã hủy diệt hoàn toàn phạm vi mười trượng xung quanh trần mộc khói bụi cuồn cuộn dòng nước đánh xuống khiến lôi đài xuất hiện lỗ thủng mười trượng mà cạnh lỗ thủng đó lại có vô số lôi đình hắc ám khuấy động từ xa nhìn lại trông giống hệt một chiến trường tử vong khói thuốc súng tràn ngập nơi một lỗ thủng to hơn mười trượng vô cùng bắt mắt xung quanh là khói bụi mịt mù mà dáng người trần mộc lại hoàn toàn chìm trong luồng năng lượng cuồng bạo đó kết thúc rồi sao tất cả nhóm đệ tử nội môn đều trợn to hai mắt khiếp sợ nhìn cảnh tượng xảy ra mấy người hàn giang tuyết và trình vũ hiên đều lo lắng nhìn về nơi khói thuốc súng mịt mù hai tay lặng lẽ nắm chặt thành nắm đấm nhưng mà lúc bụi mù dần dần tàn đi một luồng ánh sáng tinh tú chói lòa và kim quang bao phủ bóng dáng thiếu niên mặc bộ quần áo màu lam nhạt dần hiện ra chiếc áo hơi rách nát trên ngực hắn như có tinh quang thẩm thấu ra hoa văn hình rồng quấn quanh nó uy nghiêm mà bá đạo giống như thể chứa đựng một nguồn năng lượng tuyệt thế không gì lay động được chuyện này sao có thể có chuyện đó được chứ không thể nào trên gương mặt tuyệt trần của nhân ngọc yên cũng toát lên vẻ hoảng sợ nàng ta thụt lùi từng bước dưới thế tiến công hợp sức mạnh mẽ của hai người họ sao lại không có chuyện gì kìa lý khâu cũng trợn to hai mắt hắn ta chừng mắt chân chân nhìn ánh sáng tinh tú chói lòa lóe lên từ trên người trần mộc sắc mặt khó coi vô cùng cơ thể của thằng nhóc này sao có thể đến mức kinh khủng như vậy chứ một cường giả ở cảnh giới vạn pháp thứ thiệt cũng khó lòng chịu nổi một đòn tấn công toàn lực của hắn ta huống hồ chỉ là một thằng nhóc ở tầng 3 của cảnh giới thần tàng lao có thể bình yên vô sự bên dưới tất cả mọi người đều lộ vẻ chấn động tình cảnh trước mắt này kinh hãi thế tục vô cùng trên đài cao sắc mặt của tất cả trưởng lão đều nghiêm nghị ngay cả trong đôi mắt của vạn trọng sơn cũng lóe lên thứ ánh sáng khác thường ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm trần mộc trong lòng chấn động không hề nhỏ khói bụi từ từ tản đi Trần Mộc chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi đồng tử thâm trầm của hắn ẩn chứa chút ý cười sâu xa. Ta còn tưởng ngươi có thể khiến ta chú tâm một lúc, nhưng giờ xem ra, ngươi lại khiến ta thấy hơi thất vọng rồi. Trần Mộc nhếch miệng nở nụ cười, đánh xong rồi, giờ đến lượt ta. Dứt lời, sắc mặt Trần Mộc bỗng trở nên lạnh lùng, sát ý lạnh thấu xương ẩn hiện ở nơi sâu thẳm trong đáy mắt. Nha Ngọc Yên và Lý Khâu cũng cảm nhận được sát ý lần này, trong lòng họ hoảng hốt run lên. Chẳng biết vì sao, giống như thể một mối nguy hiểm tử vong đang từ phía trước bao phủ tới tựa như rơi xuống địa ngục cửu u cả người lạnh buốt đến thấu xương trần mộc chậm rãi giơ chân lên bước ra một bước cùng lúc đó mặt đất dưới chân như vặn vẹo mà cơ thể của trần mộc cũng cùng lúc biến mất ngay tại chỗ bạch tiếng xe gió vang trời lướt qua dường như chỉ trong một hơi thở trần mộc đã thình lình xuất hiện phía sau nhan ngọc yên giống như một hồn ma lúc này đây nhan ngọc yên cũng cảm giác được gì nàng ta biến sắc tay cũng vung lên ánh kiếm lạnh thấu xương quét ra phía sau lưng lạc thủy nhất kiếm lá chắn chín tầng linh thủy ẩm không gian bị phá nát một dòng lạc thủy tạo thành một làn sóng ngợp trời cứ thế cuốn lên từng dòng lạc thủy liên tiếp và trồng chất chỉ trong nháy mắt quanh người nàng ta xuất hiện một lớp lá chắn bằng nước cứng rắn không thể nào bẻ gãy ánh mắt trần mộc hờ hững cả người đứng thẳng bình tĩnh tung một quyền ra ngoài cửu long quyền dầm luồng ánh sáng tinh tú vô tận cứ thế nở rộ lên thấp thoáng như thấy cả cửu long tức giận gương nanh vuốt cùng lúc lao ra khỏi lớp ánh sáng tinh tú này long uy cái thế không gian rung động sức mạnh khủng bố không cách nào hình dung chấn động cả hư không cự long gầm gừ ầm vang cả đất trời đùng trong nháy mắt đó trời đất như rung lên dữ dội tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang rền nắm đấm xe lẫn với kim quang và ánh sáng tinh tú mạnh mẽ đánh thẳng vào hàng rào chắn chín tầng lạc thủy ngay đối diện ầm chỉ vẻn vẹn không đến hai giây chín tầng lạc thủy trước mắt cứ thế nổ tung không có bất cứ khả năng ngăn cản nào. Dư âm cùng bạo và lạc thủy cùng lúc tàn ra, quét ngang qua toàn bộ võ đài, mà Nhan Ngọc Yên như vừa chịu phải một đòn tấn công nghiêm trọng, thân thể mềm mại là lướt giống như diều đứt dây. Nàng ta ngã văng ra, đập thẳng xuống nền đất, phun một ngụm máu, gương mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng ta ngẩng đầu lên, gò má tiểu tụy, tóc rối tung, gương mặt không giấu nổi hoảng sợ. Thất bại rồi, chỉ một quyền đơn giản mà nàng ta đã thất bại luôn rồi, giống hệt như Vương Thống. Xa xa, Lý Khâu liếc mắt nhìn Nhan Ngọc Yên, vẻ mặt hắn cũng khiếp sợ không kém. Ngay sau đó, lần thứ hai hắn ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Trần Mộc vô cùng dữ tận, thằng rác rưởi, ta sẽ làm thịt ngươi. Như nào ngờ, hắn vừa mới thốt ra, trong đôi đồng tử của Trần Mộc đã lóe lên sát ý, cơ thể di chuyển cứ thế biến mất ngay tại chỗ, tốc độ tăng vọt lên gấp 3, chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Lý Khâu. Ngươi, Lý Khâu biến sắc, ánh mắt rất Trần Mộc lạnh lùng, linh lực của hắn cũng bùng nổ cửu long diệt thần quyết đang vận chuyển trong người long cốt bị trần mộc thôi thúc đến cực hạn bàn tay vươn ra kim quang và ánh sáng tinh tú bao phủ trên tay hắn hóa thành cánh tay của con rồng mang theo sức mạnh cực kỳ hung hãn nhắm về phía yết hầu của lý khâu lý khâu vung trường thương lên thương ý thương vân kình lôi cũng phóng thích toàn bộ quấn trên thân thương rồi đâm thẳng tới nhưng mà trần mộc lại không hề né tránh cứ thế chính diện chống đỡ một thương này thương vân kình lôi oanh kích trên người hắn nhưng lại chỉ có thể để lại mấy vết xây sức ở trên người Trần Mộc, còn vuốt rồng của Trần Mộc lại bóp cổ đối phương không chút nề nang. Cảnh giới vạn pháp đã không còn là sự tồn tại vô địch trước mặt ta nữa rồi, mà ngươi cũng không có tư cách hung hăng trước mặt ta. Ánh mắt của Trần Mộc lạnh lùng, thờ ơ nhìn chằm chằm vào hắn. Nghe nói vậy, trong lòng Lý Khâu chợt run lên, đáy mắt hắn lóe lên vẻ sợ hãi tử vong. Hàn Giang Tuyết nhíu chặt mày, chẳng lẽ Trần Mộc định rớt hắn ta sao? người có thể tu luyện tới cảnh giới vạn pháp đã tiêu tốn không ít tư nguyên của tông môn trên đài cao sắc mặt vạn trọng sơn nghiêm nghị ông ta mở miệng định lên tiếng nhưng lúc này trần mộc đá đánh một quyền lên ngực của lý khâu cút cho ta ầm ngay lúc kim quang cùng bạo xung kích trước ngực hắn nó cũng làm gãy mấy cái xương sườn của lý khâu lý khâu văng ngược ra sau như đạn pháo và đập làm gãy thêm mấy cái trụ đá cuối cùng đập thẳng vào vách núi ở phía sau quảng trường lý khâu học một ngụm máu, hơi thở yếu ớt giống như chóa chớt hôn mê bất tỉnh còn mấy nhân vật cấp cao như vạn trọng sơn và hàn giang tuyết đều thở phào nhẹ nhõm trần mộc đã nể tình nương tay lý khâu cũng miễn cưỡng sống sót thằng nhóc này cũng phúc hậu đấy vạn trọng sơn lắc đầu cười khổ thực lực đạt đến cảnh giới vạn pháp đã thuộc nhóm đầu chiến lực ở tông môn nếu trần mộc bóp chớt một nhân vật như thế thì chắc chắn đó sẽ là một tổn thất không nhỏ nhưng mà ba người liên tục bị đánh bại đã khiến cả hội trường sôi trào không ngớt thằng nhóc này trở nên khủng bố như vậy từ khi nào vậy Hắn mới vào tông môn hơn nửa năm, vậy mà giờ đây ngay cả cường giả ở cảnh giới vạn pháp cũng bị đánh bại rồi. Ta nhớ lúc hắn mới vào tông hình như chẳng có điện nào muốn hắn cả. Sắc mặt của mọi người có mặt đều thay đổi, trong lòng điện điện chủ và anh điện chủ đều vô cùng phức tạp, vẻ mặt cũng hết sức rối rắm, họ đâu có ngờ, thiếu niên ngày trước bọn họ từng chê bai, giờ đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của họ. Những người trẻ tuổi cùng thế hệ không có ai có thể sánh được với người này. Giờ đây hắn đã bắt đầu công kích những người lớn tuổi như bọn họ rồi. Nghĩ tới đây, địa điện chủ và anh điện chủ nhìn nhau một cái, họ bất giác cười khổ một cái, họ cũng muốn rời đi. Tiếp theo, ai tới đây? Trần Mộc đứng ở trên lôi đài, quần áo tung bay, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía mọi người, hắn thản nhiên nói. Bên dưới, trong mắt thường hào lóe lên vẻ dữ tợn, hắn ta lạnh lùng nói, đúng là hung hăng nhỉ, chỉ là một tên ở tầng 3 của cảnh giới thần tàng. Vậy mà dám ngông cuồng ở đây, hắn không xem mấy đệ tử cũ như chúng ta ra gì nhỉ để ta cơ thể thương hào hơi chuyển động hắn nhảy lên võ đài những đệ tử thân truyền đứng đầu rốt cục cũng muốn ra tay rồi sắc mặt nhóm đệ tử nội môn đều trở nên kích động họ phấn khởi hô to có thể được chọn lựa làm đệ tử thân truyền đều là thiên tài trong số những thiên tài mà thương hào trước mắt cũng là một người trong số đó thương hào híp mắt đáy mắt lạnh buốt cười nói lại chỉ là tầng ba của cảnh giới thần tàng mà đã dám lớn lối trước mặt bọn ta tiểu sư đệ à để bổn sư huynh dạy ngươi cách làm người thế nào ầm dứt lời bàn chân của thương hào đạp xuống đất linh lực quanh người bùng nổ áo hắn bị cùng phong xé rách ra một thân hình đen đúa đã được tôi luyện theo thời gian vô số hoa văn hình thú màu đen huyền bí và cổ xưa nó giống như mãnh thú giữ tợn thời thượng cổ điêu văn trên ngực còn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ chói lỏa gào thú văn màu đen hiện ra thương hào cũng ngửa mặt lên trời mà hét tiếng rít gào không giống như tiếng người sóng âm ầm ĩ chấn động cả không gian xung quanh tạo thành từng gợn sóng có thể thấy được bằng mắt thường, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát. Thương hồn phách thể, đôi mắt của Hàn Giang Tuyết cũng trở nên nặng nề. Thương hào sư huynh giỏi quá, đây chính là thương hồn phách thể đấy, sức mạnh huyết thống của thương hồn thú tộc đấy. Có người nói tổ tiên của thương hào sư huynh là thương hồn thú tộc, tính ra thương hào sư huynh là một nửa yêu đấy. Tiếng kinh ngạc thốt lên nhau nhau giữa quảng trường, mỗi một giọng nói đều chứa đựng vẻ kinh hãi khó có thể hình dung. Thương hồn phách thể vừa triển khai, quanh người thương hào cũng xuất hiện bộ lông đen óng ánh cả người hắn tựa như hóa thú biến thành một hình thái nửa người nửa thú hình thái đó trông hết sức hung tàn đôi mắt mấu đỏ thắm lệ khí cuồn cuộn và khí sát phạt ngưng tụ như thật tràn ngập xung quanh khiến cho không gian quanh người hắn cũng như đông đặc nửa yêu ánh mắt trần mộc lộ ra vẻ kinh ngạc thương hào cũng không nhiều lời với trần mộc cơ thể của hắn hơi chuyển động linh lực quanh thân đã được thôi thúc đến cực hạn đạt tới tầng 2 của cảnh giới vạn pháp hơn nữa nhờ có ưu thế của thương hồn phách thể một người vừa đi vào cảnh giới vạn pháp như lý khâu không thể so sánh được. dẹt thân hình thương hào vừa động đã biến thành cái bóng lao về phía trần mộc. song quyền của hắn ta tràn ngập huyết khí. dầm một quyền của thương hào lao thẳng vào ngực trần mộc, không gian chấn động thành gợn sóng. trần mộc lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta, cơ thể hắn khẽ xoay, dễ dàng tránh khỏi thế công của thương hào. tuy vậy thương hào bám sát không bỏ, hắn ta biến song quyền thành thứ vũ khí sắc bén, đấm ra liên tục, bùm bùm, không gian rung chuyển năng lượng dao động dữ dội quét qua bề mặt của đấu trường khiến đấu trường xuất hiện những vết nứt như vực sâu tuy vậy hai chân trần mộc đạp nhanh liên tục thi triển thân phấp nhanh nhẹn của mình tàn ảnh mơ hồ khiến người ta khó có thể bắt lấy liên tục tránh khỏi thế công của thương hào dưới thế công hung mãnh thương hào không thể chạm nổi vào một góc áo trần mộc cảnh này khiến người xem ổ lên chấn động thằng phế vật ngươi chỉ biết trốn thôi sao thương hào giữ tợn gầm nhẹ ngay sau đó thế công của hắn ta càng thêm hung mãnh hơn thú văn quấn quanh thân tỏa sáng lấp lánh dưới sự bộc phát của linh lực thế công của nắm đấm thậm chí còn khiến không gian xung quanh trần mộc biến hình hai người một đuổi một chạy nháy mắt đã tới sát viền lôi đài hừ thấy cơ hội đến thương hào nhếch môi cười mỉa năm đầu ngón tay của hắn ta gấp lại huyết khí ngập trời phóng ra ngưng tụ giữa đầu quyền tích tụ một đoàn năng lượng màu đỏ sậm thương hồn trước dương chớt đi thương hào di chuyển thân mình quyền ý mênh mông phóng ra lao thẳng về phía đầu trần mộc chiêu thức của hắn ta tàn nhẫn đến tột cùng ngọn lửa cuồn cuộn đỏ như mấu tứa ra hình thành nên một vầng thái dương rực sáng thân hình trần mộc chợt ngừng lại sau đó chuyển động đấm một quyền về phía trước bùm dị tượng xuất hiện phật quang tỏa sáng khắp nơi phật quyền ẩn chứa ánh hào quang đại đạo thần bí bất diệt Oanh, hai quyền va chạm vào nhau trời đất như thể rung lên tỏa ra ánh sáng muôn màu sau đó mọi người trợn tròn mắt bọn họ thấy rõ một quyền tràn ngập phật quang kia của trần mộc ngăn lại được mặt trời của thương hào tiêu diệt nó bùm tiếng nổ mạnh vang lên sóng nhiệt cuồn cuộn quét ngang từ phía ngay sau đó quyền phong của trần mộc lao tới như chảy tre mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa xuyên qua tất cả quyền ý đánh vào ngực thương hào dầm cơ thể thương hào chịu đòn hiểm lùi về sau từng bước kéo ra vài trăm thước trên lôi đài rộng lớn hắn ta phun một bụng mấu vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc sao lại vậy đến cả thương hồn bá thể của thương hào sư huynh cũng không đánh lại được tên kia sao tiếng bàn tán vang vọng khắp nơi không một ai có thể tin nổi thậm chí đến cả đám đệ tử thân truyền đứng dưới cũng khiếp sợ thương hào lau miệng nét mặt cực kỳ âm trầm thằng khốn ta coi thường ngươi rồi dưới lôi đài từ phong nhíu mày cơ thể lao vọt lên trên xoẹt tiếng kiếm ra khỏi vỏ lành lót như ưng kêu quẩn quanh trời đất ngay sau đó kiếm khí trăm dặm lao ra một thanh hắc kiếm to bằng cả người phóng lên trời rơi xuống tay tử phong kiếm ý kinh thiên tạo thành gió lốc trong không gian ép cho các đệ tử nội môn bên dưới khó thở từ Phong và Thương Hào liên thủ ư, tất cả ồ lên. Thật quá đáng, Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan đều có vẻ khó coi. Một tên Thương Hào đã đủ lấy mạnh hiếp yếu, thêm một Từ Phong thì trận này càng không công bằng. Từ Phong cầm hắc kiếm trong tay, hai mắt khép hờ, như thể tiến vào trạng thái thiền định. Mấy phút sau, hắn ta mở to hai mắt, chớm một kiếm vào hư không. Tàn phong phá trúc, kiếm khai, xoẹt, không gian trước mặt nứt ra thành cái khe, bên trong xuất hiện một đạo gió xoáy. Ẩn chứa kiếm khí lạnh thấu xương, khiến không gian gợn sóng dầm mặt đất vỡ vụn do xoáy cùng kiếm khí lạnh thấu xương lao về phía trần mộc thấy vậy trần mộc không hề tránh đi dùng cơ thể mình chống lấy chang 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 kiếm khí lạnh thấu xương cắt lên người hắn tiếng kim loại leng keng vang lên cơ thể trần mộc bị ép phải lui về sau lần này cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy bờ ngực tràn đầy ánh sao của hắn xuất hiện mấy vết kiếm nông máu từ vết thương chạy xuống một kiếm này cũng tạm được trần mộc ngẩng đầu trong mắt ngậm ý cười kiếm đạo đại tông sư hơn nữa có thể thấy trình độ của từ phong không hề thấp một kiếm này đã khiến hắn bị thương từ phong nhíu mày có vẻ không hài lòng với vết thương mà kiếm này mang lại cho trần mộc dù sao hắn cũng là vạn pháp cảnh tầng thứ hai trần mộc chỉ là thần tàng cảnh tầng thứ ba mà thôi giữa hai người kém nhau tận tám tầng tranh lệch hẳn tám tầng nhưng vẫn không thể giải quyết được trần mộc trong một nhát kiếm ở phía xa xa thương hào nổi giận cương khí phóng ra thú văn màu đen trải rộng toàn thân lông tóc mọc ra đay hơn huyết mạch cơ thể bị đẩy lên cực hạn rào thiên địa rung động lôi đài nứt toạc ra huyết quang xung quanh người thương hào cũng sôi sục phóng ra quyền ý huyền bí khó hiểu một chiêu là giải quyết được người thương hồn trước dương quyền băng tiếng hét vang vọng trong không khí thương hào đứng cách đó vài trăm trước chợt đấm thẳng một quyền dầm hư không dung chuyển ngọn lửa đỏ như mấu hừng hực xuyên thấu bầu trời trong mơ hồ mọi người còn nhìn thấy một con thương hồn thú ảnh gào thét lạo qua lôi đài làm từ hắc thành lập tức sụp từ giữa hắc thạch tỏa ra khí thể thương hồn thú ảnh nhanh chóng mở rộng rộng hơn trăm trượng kéo nhau lao về phía trần mộc trần mộc đứng im không nhúc nhích đưa một tay lên không trung khí hung thần hội tụ thành ma kiếm thái cổ tất cả mọi người chấn kinh bởi vì bọn họ biết điều khiến mọi người kiên kỵ và sợ hãi trần mộc không phải là thân thể mà chính là kiếm đạo tên nhãi này chính là thiên tài kiếm đạo tuyệt thế nghìn năm hiếm có nếu ngươi chặn được một kiếm của ta vậy danh ngạch này sẽ nhường cho ngươi trần mộc cười khẽ không có chiêu thức gì hoa lệ trần mộc nhất kiếm chớm vào hư không cửu u nhất kiếm lưu hồn sư khiếu dẹt kiếm này đã nhanh đến cực hạn khi ánh kiếm xé rách bầu trời kiếm ý hàng đầu cộng hương cùng thiên địa tạo thành dị tượng bên trong khe nứt không gian giữ tơn lưu hồn liệt hỏa cuồn cuộn quét ngang lập tức biến nơi này thành luyện ngục biển lửa trong luyện ngục nóng cháy một con liệt hỏa cuồng sư giận dữ lao ra linh hồn yêu ma cũng lao ra theo tràn ngập không khí sát phạt Rầm, liệt hỏa cuồng sư hung hăng húc vào bóng thương hồn thú lưu hồn liệt hỏa cuồng bào va chạm với huyết khí ngập trời điên cuồng kia xoẹt xoẹt dù lôi đài được đúc từ hắc thạch cũng không thể ngăn nổi nhanh chóng nứt toạc ra cuồng phong gào thét dư âm năng lượng thổi ngang xung quanh hai người chỉ va vào nhau liệt hỏa cuồng sư đã đánh nát huyết khí xung quanh bóng thương hồn thú đột nhiên có một tiếng nổ mạnh vang vọng thương hồn thú ảnh đã bị đánh nát sao có thể chứ thương hào trợn tròn mắt kinh hãi trong lòng hắn ta siết chặt nắm tay sức mạnh huyết mạch tăng lên cực hạn dư thế của liệt hỏa cuồng sư vẫn chưa giảm tiếp tục va vào người hắn ta lưu hồn liệt hỏa giống như cơn hồng thủy đâm mạnh vào cơ thể hắn mấy phút sau không gian vặn vẹo lớp phòng ngự trên người thương hào bị đánh nát vụn tiếng động nặng nề vang lên trên lôi đài cơ thể thương hào bị hút bay phun ra máu tương thú văn màu đen phủ khắp người dần dần rút đi hoàn toàn chớt ngất sức mạnh một kiếm định ra thắng bại thua rồi không ngờ lại thua như thế này mọi người đang ngồi đây đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi trên không trung vẻ mặt từ phong cũng cực kỳ âm trầm hắn ta và thương hào cùng nhau nhập tông nên hắn ta hiểu rõ thiên phú và thực lực của nhau đừng nói là cảnh giới thần tàng dù là cảnh giới vạn pháp tầng thứ ba thương hào vẫn nắm chắc đủ sức đánh một trận sức mạnh kiếm đạo ư có điều không phải chỉ mỗi ngươi mới hiểu kiếm từ phong hung ác gào lên linh lực của hắn ta hoàn toàn bùng nổ dồn lên trên thanh kiếm đen trên tay một kiếm vừa ra kiếm ý giải phóng thế nhưng vào lúc này gió rít trong thiên địa đột nhiên ngừng lại một cách quỷ dị không gian dường như bị đóng băng trên không trung mây đen cuồn cuộn che phủ cả bầu trời với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được không khí âm ủ bao phủ khắp nơi luồng uy áp khủng bố vô hình tràn ngập toàn trường đây là tất cả mọi người trong sân đều thay đổi sắc mặt kiếm ý bậc này đã gần như ngưng tụ lại thành kiếm vực mạnh tới cực hạn chỉ có từ phong kinh ngạc nhìn xung quanh bởi vì hắn ta biết những dị tượng này không phải do hắn ta làm ra từ phong cắn chặt răng sau đó định nâng thanh hắc kiếm trong tay lên, nhưng đến lúc này, hắn ta mới nhận ra rằng cơ thể mình đã bị định trụ. Từ Phong, ngươi lui ra đi. Lúc này, một giọng nói khí phách và uy nghiêm chậm rãi vang lên. Ngay khi giọng nói vừa phát ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi, cả đám nhìn về phía sau Từ Phong, không biết từ bao giờ, một người thanh niên trẻ tuổi đã đứng sau lưng hắn ta. Hắn ta đứng đó từ lúc nào, không một ai biết. Thuật Bách Lý Phong cấm, nhìn cảnh tượng trên không trung, đến chính Hàn Giang Tuyết cũng phải nhíu mày bên trong linh tiêu tông người có khả năng sử dụng bách lý phong cấm chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi mà người trẻ tuổi kia không phải ai khác đúng chính là nhan lương quân trên bầu trời một bóng dáng trẻ tuổi cao ngạo đứng thẳng người phía sau mặc đồ màu đen hai tay thả lỏng phía sau không có động tác dư thừa nào nhưng không gian quanh đây dường như đều bị hắn khống chế khí thế hiên ngang mũi nhọn vô hình khiến cho cả thiên địa trở nên ảm đạm hô vừa nhìn thấy người trẻ tuổi này bầu không khí toàn trường dường như lập tức trở nên ngột ngạt Đám người nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt tất cả đều trở nên ngương trọng. Nhan Lương Quân, chỉ một cái tên thôi cũng đã đủ mang đến cảm giác áp bách cực lớn cho mọi người. Không ai quên, trong đồng nhân tháp vẫn còn treo ghi chép về người đầu tiên bước lên tầng thứ 95 của thí luyện đồng nhân tháp đấy, không ngờ hắn cũng tới. Nhan Lương Quân là thiên tài kiệt xuất của Nhan gia, nếu hắn cũng tới tranh mộ kiếm đại hoang thì ai tranh lại được hắn chứ? Lại có trò hay để xem rồi, tiếng xôn xao vang lên khắp quảng trường. Trên đài cao hàn giang tiết lộ ra vẻ mặt ngương trọng từ lúc nhập tông đến giờ đây chính nhân vật tỏa sáng mà không ai có thể lấn át được từ phong quay đầu đi sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm bóng dáng trẻ tuổi phía sau thân thể lúc này căng thẳng đến cực điểm nhan lương quân ngươi tới đây làm gì đây là chiến đấu của ta từ phong cắn răng trầm giọng nói đôi mắt tựa sao trời của nhan lương quân lạnh lùng nhìn lướt qua từ phong nhàn nhạt mở miệng ngươi không phải đối thủ của hắn lui ra hai chữ đơn giản lại ẩn chứa khí tràng cường đại vô hình tựa như mệnh lệnh không thể kháng cự ngươi đôi mắt âm hiểm của từ phong nhìn chằm chằm vào nhan lương quân âm thầm nắm chặt hắc kiếm trong tay hồi lâu sau hắn lại nhìn về phía trần mộc chỉ thấy trần mộc cầm thái cổ ma kiếm ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn trên thân kiếm quanh quẩn luồng khí hung sát cùng bạo vô song dường như có cảm giác chấn nhiếp cường đại từ phong hít sâu một hơi cố gắng đè nén lửa giận trong lòng xuống cuối cùng chậm rãi buông lỏng tay ra mũi kiếm vào vỏ kiếm mang lạnh thấu xương bao phủ giữa thiên địa cũng rút đi mọi người trong toàn trường nuốt một ngụm nước bọt chỉ hai chữ mà đã quát lui từ phong kiêu ngạo phách lối đây chính là sức nặng của nhan lương quân trong đám đệ tử thân truyền sao nhan lương quân lạnh nhạt nhìn về phía trần mộc nhếch miệng lộ ra nụ cười kiêu ngạo tiếp theo để ta tới làm đối thủ của ngươi nếu như ngươi thắng thì không cần đánh với đám đệ tử thân truyền còn lại nữa mộ kiếm đại hoang sẽ cho ngươi trần mộc lắc đầu cười một tiếng giọng điệu đó của ngươi ta không thích mộ kiếm đại hoang chỉ có ta muốn hay không muốn mà thôi nhan lương quân híp mắt thản nhiên nói ngươi rất ngông cuồng nhưng mà ngươi sẽ bại trận tự tin mà cuồng ngạo nhưng mà tất cả mọi người đều biết hắn có vốn liếng để cuồng ngạo linh lực quanh người nhan lương quân bộc phát khí tức lên thẳng tới cảnh giới vạn pháp tầng thứ ba đây là chiến lực mạnh nhất trong đám đệ tử thân truyền tiếp đó hai ngón tay điểm vào trong không trung vùng đất này lập tức có tiếng sấm sét ầm ầm vang vọng ầm lôi đình cùng bạo bổ xuống giữa mây đen kiếm mang lạnh thấu xương tràn ngập thiên địa lấy hai ngón làm kiếm lấy lôi đình làm lực đúc thành kiếm kinh hồng xuyên qua trời đất bắn thẳng về phía trần mộc kiếm ý này đã tiếp cận cảnh giới kiếm vực rồi bùm kiếm kinh hồng tới gần đỉnh đầu trần mộc lôi đài đúc bằng hắc thạch đã hoàn toàn sụp đổ kiếm áp giống như thái sơn nặng nề ẩn chứa sức mạnh trấn áp của thiên địa người trong toàn trường đều ngơ ngác biến sắc vút lúc này một đạo kiếm mang trăm trượng cũng từ dưới phóng lên tận trời lưu hồn chân hỏa cháy hừng hực cũng mang theo kiếm áp nặng nề như núi va chạm đùng tiếng nổ vang dội trên bầu trời linh khí trong thiên địa đều sôi trào bạo động lôi đình và hỏa diễm đánh mạnh vào nhau mỗi một dư chấn quét ngang đều tạo ra những gợn sóng trong không gian mà mắt thường có thể nhìn thấy được ngay sau đó thân hình trần mộc biến mất tại chỗ nháy mắt sau đã xuất hiện trên bầu trời ngươi vẫn chưa lĩnh ngộ được kiếm vực ngươi không sánh bằng ta trần mộc lạnh nhạt mở miệng tiếp đó một đạo kiếm mang nhanh như thiểm điện bắn mạnh ra mang theo lực lượng sát phạt đánh thẳng vào yết hầu của nhan lương quân nhan lương quân không lùi lại dù nửa bước chỉ nhẹ nhàng vung tay áo lên ong một đạo chấn động cổ xưa khuếch tán từ trên bầu trời kiếm mang chưa đến thiên địa dường như đông cứng lại đến cùng phong cũng đột nhiên dừng lại trong nháy mắt đạo kiếm mang kia dừng lại trước cuống họng nhan lương quân ba tấc khó mà vào thêm được nửa phần sau đó kiếm mang vỡ nát hóa thành ánh sáng pha lê vô tận nhanh chóng biến mất hả chân mộc nhíu mày trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trận chiến này sai lầm lớn nhất của ngươi chính là để lộ vẻ mặt ngông cuồng trước mặt ta bởi vì nó sẽ khiến ngươi bại trận nhanh hơn nhan lương quân lạnh lẽo nói bách lý phong cấm hương nhan lương quân giơ tay ra hướng về phía trần mộc rồi nắm chặt lại ầm ầm lúc này hư không chấn động loại chấn động cổ xưa khuếch tán giữa thiên địa như sóng nước một giây sau không gian xung quanh trần mộc dường như bị bóp chặt không gian vặn vẹo dữ tợn điên cuồng đè xuống không chế tứ chi của trần mộc đây chính là vũ kỹ cao cấp nhất của linh tiêu tông chúng ta tiếng kinh hô vang vọng toàn trường thái cổ ma kiếm tỏa ra lực lượng hung sát dường như cũng bị trói buộc khó mà chạy thoát một giây sau nhan lương quân lại đưa một tay về phía hư không kiếm mang vô tận lạnh thấu xương hội tụ thành một thanh kiếm óng ánh ngân quang dị tượng sinh ra hư không vỡ vụn lôi đình màu bạc cuồn cuộn tuôn ra từ vết nứt không gian này cửu thiên vẫn lôi xuống Nhan lương quân bắn một kiếm ra một kiếm này nhấc lên lôi đình ngập trời khoảng chừng nghìn đạo lôi trụ đánh xuống từ thương khung nhắm thẳng về phía trần mộc bùm bùm không khí khuấy động trăm trượng quanh thân trần mộc lập tức bị lôi đỉnh bao phủ chấn động cuồng bạo vô song quét ngang tiếng nổ vang vọng khói lửa tràn ngập cuồng phong hình thành nộ long gào thét nhưng mà lúc mọi người tưởng rằng chiến đấu đã kết thúc một kết giới màu hỏa hồng đột nhiên nổ tung từ trung tâm sau đó mở rộng ra bao trùm toàn trường ong lĩnh vực kết giới này lấy kiếm ý để ngưng tụ lấy lưu hồn làm lực lúc bao trùm dường như hình thành một khu vực ngăn cách với bên ngoài không gian phong cấm trước đó không còn sót lại chút nào kiếm vực Nhìn thấy cảnh tượng này, toàn trường kinh động, bọn họ đã sớm biết Trần Mộc là kiếm hoàng, nhưng lúc Trần Mộc triển khai kiếm vực một lần nữa, bọn họ vẫn cực kỳ chấn kinh. Dù sao trong thế hệ trẻ tuổi, đây là người đầu tiên mà họ thấy có thể mở ra kiếm vực, cuối cùng cũng chịu thi triển rồi sao? Hôm nay, ta sẽ phá vỡ truyền thuyết kiếm vực làm vua của ngươi. Nhan Lương quân liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu, không hề sợ hãi xông vào trong kiếm vực của Trần Mộc. Kiếm ý Cửu Thiên vẫn lôi bộc phát hoàn toàn, càn quét trong kiếm vực này cùng lúc đó một đạo quang ảnh được bao phủ trong kiếm quang lạnh lẽo cũng phóng ra ẩm ẩm người sau như vua của kiếm vực từng hành động cử chỉ đều có thể liên kết với tất cả kiếm ý trong thiên địa trong chốc lát hai đạo quanh ảnh lao vào nhau nhanh như chớp bắt đầu cuộc chiến sinh tử keng 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 tia lửa lóe lên tiếng kim loạn va chạm vang vọng trên bầu trời lưu hồn liệt hỏa cuồn cuộn đụng mạnh vào cửu thiên vẫn lôi dị tượng loá mắt liên tiếp sinh ra lôi đình và ánh lửa điên cuồng nổ tung ly phía dưới Tất cả những người cầm kiếm đều cảm nhận được kiếm của mình đang rung động, thậm chí phát ra những tiếng kiếm minh trong vèo. Tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu, ánh mắt chấn động nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng trong kiếm vực kia. Có điều, loại cấp bậc va chạm đó đã không thể nào dùng mắt thường mà quan sát được nữa. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh, mang theo lôi đình cùng hỏa diễm gào thét va chạm với nhau. Có điều, mắt thường đều có thể nhìn ra những thiên địa dị tượng này đều bị lôi đình nghiền ép biến mất. Cửu thiên vẫn lôi, Táng Hải kiếm mang như tia chớp xé rách trời cao thẳng vào mây xanh liên kết với linh khí trong thiên địa một giây sau mấy trăm đạp lôi đình mãnh liệt bắn xuống bên trong kiếm vực lưu hồn liệt hỏa hoàn toàn bị lôi đình bao trùm chỉ là đúng lúc này một cánh tay thon dài nhô ra khỏi lôi đình mênh mông này hướng về phía thiên địa nắm chặt một cái cửu u kiếm vực cấm thần vô tướng la ầm trong khoảnh khắc kiếm mang lạnh thấu xương che ngập trời hội tụ lại một chỗ hình thành một pho tượng hỏa diễm nóng chảy quanh quẩn vô số bóng dáng của si mị vô tướng va và chạm vào ầm trong khoảnh khắc liệt hỏa ngập trời càn quét khe hở đốt trời hình thành từ trung tâm biển xét liệt hỏa thiêu đốt lôi đình bá đạo bị đốt thành khói đen cấm thần vô tướng la lấy thế nghiền nát đánh nứt cửu thiên vẫn lôi quay lại khuôn mặt nhan lương quân lộ ra vẻ hung ác hung hăng chớm một kiếm nữa xuống lôi đình minh mông lập tức nghịch chuyển vạn quân lôi quang lấy thế hồng thủy đào ngược đáp xuống đối kháng với bóng dáng liệt hỏa thiêu đốt của vô tướng chỉ có điều loại đối kháng này cũng không có tác dụng quá lớn bùm dưới sự càn quét của liệt hỏa hình bóng vô tướng giống như thiên thần ngang ngược xé ngang vạn quân lôi quang kia tiếp đó hình thành một cột lửa phá vỡ thời không ầm cuối cùng đám người chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang vọng sau đó trong biển lôi một bóng dáng trẻ tuổi chật vật bị đánh bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi dưới ánh bạc rực rỡ tất cả mọi người nhìn thấy hai bóng dáng hiện ra rõ ràng nhưng giờ khác này nhan lương quân kiêu ngạo trước đó đã sắc mặt tái nhợt tóc bay tán loạn dựa vào cảnh giới vạn pháp tầng thứ ba đối chiến với cảnh giới thần tàng tầng thứ ba trên lệch một cảnh giới lớn nhưng nhan lương quân vẫn không chiếm được bất kỳ ưu thế gì ngược lại còn bị trần mộc áp chế đây chính là thực lực kiếm đạo của ngươi sao đáng tiếc không thành kiếm vực nói chung cũng chẳng có gì ghê gớm thật ra trong lòng ngươi biết ngươi thua rồi trần mộc lạnh nhạt mở miệng toàn trường xôn xao im ngay chỉ là giờ phút này sắc mặt nhan lương quân giống như điên cuồng ánh mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào trần mộc bộ dạng cực kỳ kinh khủng thua ngươi nói ta sẽ thua ngươi các đường nét trên khuôn mặt của nhan lương quân đều méo mó như thể đang phát điên vậy nhưng dần dần vẻ mặt của hắn ta trở nên bình tĩnh hơn đồng tử đỏ ngầu cũng dần nhạt đi chỉ là một thần tàng tầng thứ ba mà cũng dám vinh váo trước mặt ta nhan lương quân mỉm cười khinh bỉ trần mộc cao mày đôi mắt sâu thẳm vẫn bình tĩnh nhìn hắn ta dáng vẻ bình tĩnh này càng khiến nhan lương quân thêm tức giận đã lâu rồi không có người dám nhìn hắn ta như vậy hắn ta chính là nhan lương quân đệ tử thân truyền số một không ai có thể cạnh tranh đột nhiên nhan lương quân giơ tay đánh ra một kiếm kiếm ý gợn sóng một luồng ánh sáng lạnh lẽo tràn vào bầu trời xoẹt trong khoảnh khắc bầu trời vốn bị mây đen bao phủ bị xé toạc một khe sâu như vực trời xuất hiện sau đó tiếng sấm vô tận ập xuống như một tấm màn mưa khổng lồ